Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Đây là bộ Dark Fantasy đỉnh nhất mà tôi đã từng xem. Xoay quanh hành trình đi lấy lại các bộ phận cơ thể của một thiếu niên với kỹ năng kiếm đạo mà Yasuo phải gọi bằng bố. Câu chuyện lấy bối cảnh ở thời kỳ chiến tranh liên miên ở Nhật Bản. Các lãnh chúa đấu đá lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị. Đây là Kagemitsu Daigo, lãnh chúa vùng Ishikawa. Vì nơi ông ta đang cai trị đang bị nạn đói và bệnh dịch hoành hành mà làm ảnh hưởng đến mưu đồ của bản thân, nên ông ta đã tìm đến địa ngục đường để tìm kiếm sự support của quỷ dữ. Mặc cho những lời can ngăn của vị trụ trì về việc nếu ký giao ước với quỷ thì vị lãnh chúa sẽ quay lưng với thần Phật, Kagemitsu thì vẫn nhất theo ý định của bản thân. Sau khi xuống tay với sư trụ trì, ông ta hét lớn. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc và tôi còn quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Ngay khi nghe xong đoạn intro, Kagemitsu đề xuất một hợp đồng hợp tác. Ông ta sẵn sàng dâng hiến bất cứ thứ gì mà mình có để nhận được sự bảo hộ của thập nhị quỷ thần. Đám quỷ lấy thế mà ưng, giáng ngay một tiếng sét tha thu, một dấu chéo lên mặt vị lãnh chúa làm tin. Vào ngày phu nhân của Kagemitsu lâm bồn, ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, một tiếng sét giáng thẳng xuống phòng sinh, mọi người bên trong đều toàn mạng. Chỉ có đứa trẻ là bị tước đoạt mọi thứ, biến thành một sinh vật dị hợm. Chứng kiến đứa con mới lọt lòng trở thành ngợm, Kagemitsu tỏ vẻ mừng rỡ. Con trẻ không có đứa này thì sẽ có đứa khác. Cái quan trọng là deal với đám quỷ đã đăn. Và bây giờ cơ hội có được thiên hạ của hắn đã đến. Ngay sau đó hắn hạ lệnh cho bà mụ tiêu diệt đứa trẻ mới sinh. Mặc cho những lời cầu khẩn của phu nhân, lúc chuẩn bị rời đi, Kagemitsu phát hiện bức tượng Phật Bà Nhân Tự đã bị phá hủy. Đó chính là điểm báo rằng gia tộc Daigo của hắn đã đi ngược với thần Phật. Một năm sau đó, gia tộc Daigo đã đón chào một đứa trẻ khác tên Tahomaru. Từ khi mới lọt lòng, Tahomaru đã được cha rèn luyện để trở thành một người xuất chúng, sẵn sàng cho việc kế thừa danh vị sau này. Tuy nhiên, cậu không được mẹ dành trọn tình yêu. Trong lòng bà luôn đau đáu nỗi đau về đứa con cả xấu số. Giờ một ngày thời đại hưng thịnh của vùng Ishikawa đang có nguy cơ sụp đổ, cảm nhận được có mối nguy hại, Kagemitsu đến địa ngục đường kiểm tra thì phát hiện đã có bức tượng quỷ bị phá hủy. Và người đầu tiên mà hắn nghi ngờ chính là đứa con xấu số ngày đó. Và cái ngày định mệnh nhiều năm trước, bà mụ đã có ý định dìm chết đứa trẻ. Tuy nhiên thì khi nhìn thấy khát vọng sống của nó, bà đã thay đổi ý định mà đặt đứa trẻ lên một chiếc thuyền gần đó. Phó mặc cho số trời định đoạt, chiếc thuyền cứ thế trôi đi. Số phận đã đưa đứa trẻ nguyền rủa đến với một kẻ bị nguyền rủa khác. Ông ta là Yokai, một lương y chuyên làm chi giả free. Chứng kiến đứa trẻ tội nghiệp mà khát vọng sống thì lại mãnh liệt, ông đã đem nó về nuôi. Thời gian dần qua, đứa trẻ cũng dần trưởng thành với cơ thể 99% toàn đồ handmade. Thêm vào đó là thiếu toàn bộ những cảm xúc thông thường. Tuy nhiên nó vẫn lanh lợi với bản năng sinh tồn đáng sợ và chỉ cảm nhận được xung quanh qua linh hồn của chúng. Yokai đặt tên cho nhóc đó là Hiyakimaru, với hy vọng đứa trẻ dù tàn nhưng mà không phế. Sau lần bị một con quỷ sói tấn công, Yokai nhận ra Hiyakimaru có một sức quyến rũ mà đám quỷ khó có thể chối từ. Để bảo vệ đứa con trai khỏi lũ quái vật rình mò, ông đã dạy cho Hiyakimaru kiếm thuật với những kỹ thuật căn bản đến phức tạp. Trải qua bao mùa xuân hạ thu rồi lại đông, Hiyakimaru trở thành một kiếm sĩ với khả năng chiến đấu đến quỷ dữ còn rén nhiều phần. Thằng con càng ngày càng bá khiến cho Yokai đâm quan ngại. Với cơ thể miễn nhiễm với đau đớn hay sợ hãi, Hiyakimaru hoàn toàn có thể bị lợi dụng để trở thành vũ khí trong cuộc chiến với quỷ thằn lằn. Bằng skill đỉnh cao của mình, Hiyakimaru đã dễ dàng cho nó chân đi lạnh toát. Ngay sau đó, cậu chợt cảm thấy có gì đó lạ lắm. Một chiếc chân giả rơi ra và ngay tại đó mọc lại một chiếc chân thịt. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã phần nào khiến Yokai nhận ra lý do khiến cho Hiyakimaru trở thành ngợm như vậy, nên đã thiết kế cho đứa con một cặp song kiếm ở hai tay và khuyên cậu bắt đầu hành trình tìm lại cơ thể đã mất. Trước khi đó thì không quên bảo cậu rằng hãy đến ngay với 360 Boutique, không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ, không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau. Để mua ngay cho mình một chiếc áo sơ mi, cụ thể là một con sơ mi đũi xước cổ Đức. Anh em quen với sơ mi đũi xước cổ tàu rồi đúng không? Nhưng con này là cổ Đức với hai màu trắng đen cơ bản. Chính điều đặc biệt này khiến nó mix được vào rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, như là mặc với quần kaki để đi làm, với quần jean để đi chơi, với quần âu để đi các dịp quan trọng lịch sự, với quần sock để đi biển được luôn. Khoác ngoài phối layer cũng chất, phanh cúc cổ cho thành dân tổ, cài cúc ngực nhìn cho lực. Chất liệu đũi cực kỳ mát và phải nói là siêu hợp lý cho anh em diện vào mùa hè. Khứa nào mà viêm cánh thì phải nói là chân ái luôn. Theo dự đoán của Art thì sẽ siêu hot trên Shopee trong thời gian tới. Ngoài ra 360 còn tặng riêng cho anh em The Reviewer 200 voucher giảm giá 20k cho riêng sản phẩm áo này. Sở hữu ngay sản phẩm đón đầu xu hướng với giá chỉ 179k. Không thể nào hợp lý và hợp ví hơn. Voucher không có nhiều, anh em tranh thủ áp mã ngay khi thấy video này nhá. Đã có sẵn link ở bên dưới phần mô tả và comment cho anh em, đừng bỏ lỡ. Sau buổi chia tay ngậm ngùi, Hiyakimaru bắt đầu lên đường diệt quỷ, giành lại những gì chúng chiếm đoạt. Trong khi đó, Yokai cũng bắt đầu đi đền bù tội lỗi của mình. Ngày xưa ông từng là đồ tể dưới trướng gia tộc Shiba. Khi tay đã dính máu quá nhiều, Yokai đã quyết định tự kết liễu đời mình. Nhưng thân ông chưa trả hết nghiệp nên chưa thể ngỏm được. Yokai được cứu sống và học được nghề làm chi giả. Từ đó ông đi làm từ thiện giúp ích cho những người dân khốn khổ. Khi đã từ biệt đứa con trai, Yokai bắt đầu hành trình đi chu du khắp nơi để giúp những xác ngoài được toàn thây. Tất cả là để chuộc tội, giúp cho kẻ đồ tể ngày nào cảm thấy yên lòng hơn. Ở cái thời đại này, giặc cướp nổi lên khắp nơi, chúng sát hại dân chúng và cướp tài sản, chẳng khác nào ác ma trong hình hài con người.
Nhưng trong hàng hà sa số những kẻ tàn độc đó, tồn tại một băng cướp của Hibukuno, nơi tụ tập của nông phu nghèo, chuyên cướp của đám samurai. Thủ lĩnh Hibukuno có một đứa con tên là Dororo cùng phu nhân. Biến cố xảy ra trong một lần hành sự, băng cướp bị quân triều đình tiêu diệt. Hibukuno thì bị thương nặng trong một nỗ lực cứu vợ con. Vụ tập kích này đã được lên kế hoạch từ trước bởi một kẻ trong băng đã phản bội báo tin cho samurai, nhằm kiếm cho mình một chút chức tước. Nể có chút tình huynh đệ, hắn đã thả cho gia đình Hibukuno đi. Tuy nhiên chẳng được bao lâu sau đó, do bị phát hiện thân thế tướng cướp, Hibukuno đã bị quan binh bao vây. Tuy là múa đao thoăn thoắt nhưng do sức yếu lại què, Hibukuno đã đồng quy vô tận với chúng để bảo vệ cho gia đình của mình. Những ngày sau đó, Dororo cùng mẹ tha hương cầu thực khắp nơi, và rồi cái gì đến cũng phải đến. Mẹ Dororo mang trọng bệnh mà qua đời, để lại đứa trẻ bơ vơ trên dòng đời khốn khổ. Nhưng số trời cũng thương, giờ đây Dororo đã là một tiểu thương bán hàng second hand cao cấp, gì cái gì cũng có. Mỗi tội đó là đồ ăn trộm được từ đám du thủ du thực. Trong một lần bị tẩn bên sông, Dororo đã gặp được Hiyakimaru, lúc này đang vào tư thế chiến đấu. Mục tiêu của anh là một đám bùn đất đang tiến lại gần. Thực chất nó là quỷ thần bùn, chỉ trong chớp mắt nó đã sơi tái đám côn đồ và mém xin luôn mạng Dororo nếu như Hiyakimaru không ra tay kịp. Dĩ nhiên là với cơ thể nhão nhét đó, cố sức chém cũng chả ăn được, nên Hiyakimaru mới chơi bài dụ để cho con quỷ leo lên cây cầu rồi chặt đứt những trụ cầu, khiến cho nó rơi xuống và từ đó về với miền cực nhọc. Sau khi hạ được con quỷ, cơ thể Hiyakimaru bắt đầu phản ứng, chiếc mặt nạ rơi ra, lớp da của anh bắt đầu trở lại. Thấy ông anh này độc lạ phết, Dororo nảy sinh tò mò mà đi theo. Khứa này mồm miệng cứ leo lẻo, người bình thường có khi điếc lỗ nhĩ mà từ bỏ. Tuy nhiên Hiyakimaru lại khác, không chỉ bị điếc mà còn vì anh nhìn ra linh hồn trong trắng của đứa trẻ, nên đã đồng ý để nó đi cùng, tiện làm chức nhặt tay cho mình luôn. Hôm sau Dororo đưa Hiyakimaru đến một ngôi làng nọ, nghe đồn là đang bị quỷ ám, nhưng bề ngoài của nó chẳng có dấu hiệu nào như thế cả. Tầm này thì cái đấy không quan trọng, miễn có quỷ để diệt là ấm rồi. Sau khi chốt deal với dân làng, hai anh em được cơ cấu cho một chỗ nghỉ ngơi trong chuồng ngựa. Giữa đêm từ bên ngoài xuất hiện tiếng chuông lạ, kèm theo đó là một con quái vật xuất hiện. Dororo thấy thế mà hãi, vội giục Hiyakimaru ra tay, nhưng anh chàng lại chẳng có động tĩnh gì cả. Con quái vật sau một hồi nhìn chằm chằm vào họ thì cũng rời đi lặng lẽ. Ngày hôm sau, một dân làng đến đánh thức hai anh em dậy rồi đưa họ đến gặp ngài Bandai, người đứng đầu của ngôi làng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hiyakimaru rút kiếm tiến về phía trưởng làng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị dân làng cản lại, tóm cổ cả hai quẳng vào chuồng ngựa. Trong lúc Dororo bắt đầu càm giam về hành động của Hiyakimaru, thì ở bên trong xuất hiện một lão sư mù tên là Biwamaru, cũng cùng chung mục đích và cái kết với họ. Ông ta cũng sở hữu haki quan sát như Hiyakimaru, nhờ đó mà ông có thể thấy được những thứ mà mắt thường không nhận biết được, và năng lực đó đã mách bảo ông rằng có thứ gì đó sắp xuất hiện. Ngay khi ánh nến vừa tắt, Hiyakimaru đã cảm nhận được sự xuất hiện của quỷ, liền rút hàng lao đến miệng giếng chảm nó một đường rồi dí theo. Lão sư mù cùng Dororo cũng bám sát, điểm ra của cái giếng lại chính là ở trong khuôn viên nhà trưởng thôn. Qua cảm nhận của lão sư mù, ngài Bandai kia mang linh hồn màu đỏ, tức là hiện thân của quỷ. Hết đường che giấu, mụ ta lập tức hiện nguyên hình. Mụ vốn là quỷ thần nên sức mạnh thuộc loại ghê gớm, người thường không thể nào đối phó. Nhưng nào ngờ gặp phải thằng Liêu, đâm chọt các kiểu méo xì nhê. Nhờ đó mà Hiyakimaru có thể tiếp cận xin nhẹ cặp mắt. Giữa lúc Hiyakimaru đang ở cửa trên, thì dân làng xuất hiện cầm chân cậu để tạo cơ hội cho con quỷ chạy thoát. Nhưng đời nào Hiyakimaru để con quỷ thoát dễ dàng như vậy. Cậu dí nó vào tận trong rừng trúc, con quỷ cũng rén, nó spam liên hoàn những thanh trúc khiến Hiyakimaru bị ghim xuống đất. Giữa lúc đó tiếng chuông lại vang lên khiến con quỷ sao nhãng, tạo điều kiện cho Hiyakimaru thoát ra, tung đòn kết liễu hạ gục con quỷ. Chân tướng ngôi làng này đã được làm rõ. Sở dĩ dân làng ra tay bảo vệ con quỷ là bởi vì nơi đây vốn rất nghèo đói, nhưng từ khi con quỷ xuất hiện, họ đã có được nguồn thu từ tiền của những người qua đường mà bị con quỷ ăn thịt. Mơ mắt trước cơ hội không làm mà đòi có ăn, nên những con người này đã đồng ý tôn sùng quỷ dữ. Con quái vật cầm chuông kia chính là vong linh của người khách đầu tiên. Nó xuất hiện là để cảnh báo những người ở đây biết mà chạy thoát thân trước. Sau khi rời khỏi ngôi làng, Hiyakimaru đã viết tên mình lên cát để Dororo biết. Mỗi tội cô nhóc này mù chữ, chỉ đành nhờ lão sư đọc hộ. Lúc này Biwamaru đã nhận ra Hiyakimaru, thì ra là sinh vật trên thuyền mà ông đã từng cảm nhận trên con sông năm nào. Tại địa ngọc đường, một bức tượng quỷ nữa đã bị phá hủy, kéo theo việc Hiyakimaru được trả lại một thứ gì đó, và lần này là hệ thống thần kinh cảm giác. Hiyakimaru mê cái thứ đó lắm, thậm chí khứa này còn dẫm vào lửa để trải nghiệm cảm giác đau đớn nó như thế nào, rồi cả dầm mưa để thử cái cảm giác lạnh giá khi nước thấm vào da thịt. Hành động kỳ lạ của khứa đã rơi vào sự chú ý của một cô gái đang đi lễ. Đang định gọi cậu vào thì Dororo đã lên lời cắt ngang, bảo cô không cần phải để ý đến Hiyakimaru, bởi có gào rát họng thì anh ta cũng chẳng thấu được từ nào đâu. Cô gái này vốn là một tiểu thư, nhưng kể từ ngày anh trai đi tòng quân thì gia sản tiêu biến, dẫn đến việc cô phải đi bán rong. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là anh trai sớm ngày trở về. Giữa lúc đó có một người xuất hiện, anh ta bị xẻ một đường sâu ngay sau lưng, cảm nhận được máu của quỷ. Hiyakimaru lập tức tốc biến di chuyển về phía đó, Dororo cũng bám theo, và khi đến nơi, trước mắt họ là la liệt những xác người bị chém. Từ phía sau một kẻ lao đến tấn công Hiyakimaru. Hắn ta chính là tác giả của những thi thể này, đúng hơn là thanh kiếm trên tay hắn. Nó là một quỷ thần nguyên kiếm, một cây bảo kiếm luôn thèm khát sơ tinh dâu.
càng được uống nhiều thì nó càng sắc bén. Sau vài lời chào hỏi, gã kiếm sĩ lao đến tấn công đợt hai Hiyakimaru. Cả kiếm pháp lẫn tốc độ của hắn đều ở mức cao, khiến cho Main phải lâm vào thế phòng ngự, thậm chí là còn bị đẩy đến đường cùng. Khi kẻ địch tính ra đòn kết, Hiyakimaru đã lấy chân giả ra đỡ nhằm tách kiếm khỏi người, sau đó lấy đà tấn công tay kiếm sĩ khiến hắn rơi xuống núi. Trong lúc đi tìm một anh em, cô gái bán rong đã phát hiện ra tay kiếm sĩ, bất ngờ là hắn lại chính là anh trai cô. Sau khi tỉnh dậy thì tay kiếm sĩ vẫn không nguôi về thanh kiếm, mặc cho em gái hết lời cầu xin hắn hãy về quê cùng nhau. Tuy nghèo khó nhưng ít nhất hai người còn có nhau mà nương tựa. Tuy nhiên tay kiếm sĩ vẫn một mực chối từ, hắn kiên quyết phải rời đi để lấy lại thanh kiếm của mình. Sau khi tìm được thanh quỷ kiếm, Dororo bị nó thao túng dẫn vào trong làng. Tuy đã có kháng cự nhưng Dororo vẫn chẳng thể kiểm soát được cơ thể, để rồi khi bị thao túng suýt ra tay với hai người dân. Mục tiêu của thanh quỷ kiếm là tìm về với tay kiếm sĩ. Cơ duyên của chúng bắt nguồn khi tay kiếm sĩ còn là đao phủ cho một vị tướng quân. Vì đã xây lên một tòa lâu đài tráng lệ nên các dân phu được ban cho án tử. Tay kiếm sĩ được giao nhiệm vụ xử trảm, nhưng hắn đã cự lại mà xin tha cho những người đó. Tuy nhiên tên tướng quân không cho, bắt hắn phải dùng thanh kiếm mà lão ban để xuống tay, và đó chính là cây quỷ kiếm. Kể từ lần đầu vung lên, tay kiếm sĩ đã không thể kiểm soát được sự khát máu của nó nữa. Hết người này đến người khác đã bị xử tử, kể cả tên tướng quân lẫn thuộc hạ vẫn chưa đủ để cho cây nguyên kiếm thỏa được cơn thèm. Và kể từ đó kiếm và người rong ruổi cùng nhau khắp nơi để đánh tiết canh. Trở lại với thực tại, Hiyakimaru đang spam chạm về phía tiểu đệ của mình. Tuy không biết chút gì về kiếm thuật nhưng nhờ bị thao túng nên Dororo vẫn né được những đường kiếm của đại huynh. Nhưng Hiyakimaru đâu có chủ đích lấy mạng Dororo đâu, anh chỉ muốn loại bỏ thanh nguyên kiếm mà thôi. Ngay sau đó, Dororo đã control được cơ thể, nhưng sức lực thì đã kiệt nên đã lịm đi. Tên kiếm sĩ lúc này cũng mò tới. Hiyakimaru sau khi để Dororo ra khỏi vòng chiến đấu, lập tức bắt đầu cuộc chiến lượt về với tay kiếm sĩ. Hắn liên tục bổ xuống những đường chém nặng tính sát ý về phía Hiyakimaru, nhưng Main cũng chẳng phải dạng vừa, khiến cho trận chiến rơi vào thế 1-9-1. Giữa lúc đó cô gái bán rong đến, cầu xin anh trai Hiyakimaru hạ thủ lưu tình. Để đáp lại lời cầu xin đó, Hiyakimaru đã tung ra một đường chém cực ngọt, tiễn cả tay kiếm sĩ và quỷ kiếm ra đi một lượt. Lúc khóc thương anh trai, cô bán rong đã nhận ra tay kiếm sĩ đã nở một nụ cười. Đây có lẽ là điều anh ta muốn để được giải thoát bản thân khỏi những khổ ải của nhân gian này. Sau khi tiêu diệt được nguyên kiếm, Hiyakimaru chợt cảm thấy đau đầu lạ, đôi tai đã quay trở lại với anh. Ngày càng nhớ bức tượng bị phá hủy, khiến lãnh chúa Kagemitsu đâm floor. Lão đã hạ lệnh truy tìm bà mụ năm đó lẫn đứa trẻ, nhưng tất cả những tin tức về họ đều bật vô âm tín. Và cái ngày đó, sau khi thả trôi đứa trẻ, bà mụ đã bị quái vật sơi tái, còn đứa trẻ đang bị khủng hoảng hiện sinh bởi vô vàn những âm thanh liên tục xâm nhập vào tâm trí. Trước tình hình đó, Dororo đã dùng khăn che tai Hiyakimaru lại, nhưng như thế vẫn là chưa đủ khi đối đầu với quỷ điểu. Những âm thanh xung quanh đã khiến cậu phân tâm, dẫn đến bản thân không thể tập trung vào chiến đấu. Hậu quả là cậu bị con quái vật đả thương. Cũng may là lão sư Biwamaru đã đến kịp thời, tiêu diệt con quỷ cứu hai anh em. Tuy lần này đã thoát được nguy hiểm, nhưng nếu Hiyakimaru cứ thế này thì rất khó để cậu tiếp tục hành trình diệt quỷ được. Hiyakimaru tầm này cứ như con thú bị thương thu mình trong hang, nhưng một giọng hát đã làm con thú ấy tỉnh giấc. Nguồn phát của thứ âm thanh tinh khôi ấy là cô gái tên Mio. Lần đầu được tiếp nhận một thứ đẹp đẽ đến thế, khiến bộ xử lý của Hiyakimaru bị quá tải mà lịm đi ngay trong vòng tay của Mio. Lúc ấy Biwamaru và Dororo cũng đến đó. Thấy tình hình Hiyakimaru căng thẳng, lại có thêm một đứa trẻ và một ông già mù, Mio đã đưa họ về cái miếu hoang mà cô đang tá túc để tiện chăm sóc. Ở cùng với cô còn có những đứa trẻ kém may mắn khác, chúng ít nhiều cũng bị thiệt hại do chiến tranh gây ra. Hàng đêm Mio phải đến mua vui cho lũ lính để có thêm thu nhập nuôi sống lũ trẻ. Ước mơ lớn nhất của cô là được sống tại một nơi có cánh đồng lúa chín vàng trải dài bát ngát, nhưng ở cái thời đại này điều ấy chỉ là ảo mộng. Trong lúc này, quân của tộc Sakai và Daigo đang hầm hè chờ phát binh. Phía lãnh chúa Kagemitsu thì gặp bất lợi hơn, do tình hình khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu lương thực. Nếu để tình trạng này lâu hơn thì nguy cơ sẽ đổ lên đầu tộc Daigo. Trong khi đó ở phía Hiyakimaru, cậu đang chết chìm trong những âm thanh ngọt ngào của tiếng hát của Mio. Khi biết Hiyakimaru có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, Mio đã cảm thấy hổ thẹn vì linh hồn dơ bẩn của mình. Nhưng với Hiyakimaru thì điều ấy không đáng bận tâm, vì linh hồn cô trong mắt cậu là một cái gì đó đẹp thuần khiết, đẹp như tiếng hát của cô vậy. Sau một ngày đi thám thính đường đi, lão sư Biwamaru đã tìm ra một nơi lánh nạn cho Mio và lũ trẻ khi chiến sự nổ ra. Tuy nhiên ở đó đang bị chiếm đoạt bởi một con quỷ thần. Ngay lập tức Hiyakimaru đứng dậy đi đến xử lý con quỷ. Biwamaru bám theo trợ chiến. Khi đến chỗ quỷ thần, tuy rằng cơ thể còn chưa sẵn sàng, nhưng Hiyakimaru vẫn lao đến quyết xử trí nó nhanh chóng, không để cho chàng trai trẻ độc chiến. Lão sư cũng lao vào support, tạo điều kiện cho Hiyakimaru tiếp cận ra đòn. Mỗi tội cú đó còn nông, chưa đủ hạ quỷ. Trước khi bỏ chạy, con quỷ còn ngoạm mất một chân của Hiyakimaru, khiến anh đau đớn thét thành tiếng. Sau một đêm làm việc, Mio trở về trong sự mệt mỏi và cơ thể có vài chỗ bầm. Nhưng khi biết Hiyakimaru đang bị thương, cô đã quên hết mệt mỏi mà dốc lòng chăm sóc cho cậu. Sau khi tỉnh lại, Hiyakimaru lại lên đồ đi tìm con quái vật, nhưng mà bị Mio ngăn lại. Tầm này thì chỉ có mỗi tiếng hát của Mio mới có thể giúp cho Hiyakimaru bình tâm trở lại mà thôi. Khi bài hát kết thúc, Hiyakimaru đưa tay lên để cảm nhận gương mặt người con gái.
Với Mio, tuy đây là bàn tay giả cứng đơ, nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Biwamaru có chút yên lòng mà có thể rời đi. Khi đi cùng Hiyakimaru đến chỗ quỷ, ông đã thấy sắc đỏ trong linh hồn anh. Nhưng khi bên Mio thì thứ đó đã biến mất. Có vẻ như Mio là liều thuốc để ngăn bản ngã quỷ trong Hiyakimaru, để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với con quỷ bọ. Hiyakimaru đã tự làm cho mình một đôi chân giả mới, đồng thời tập luyện thường xuyên để quen dần. Tối hôm đó, tận dụng lúc mọi người đang ngủ say, Hiyakimaru đã mò đến chỗ con quỷ. Cuộc chiến của anh và con bọ quỷ đã diễn ra rất ác liệt. Con quỷ thêm một lần nữa muốn ngoạm chân anh, nhưng hông bé ơi tính cả rồi. Bên trong cái chân giả là một thanh kiếm. Tận dụng sơ hở của con quỷ, Hiyakimaru tung một đá tất sát tiễn vòng con quái. Dororo đã tìm đến chỗ của Hiyakimaru, nhờ đó mà cậu đã thoát khỏi họa sát thân. Đám quan binh khi phát hiện ra Mio có gian gian díu díu mập mờ với phe địch, đã đi theo cô về tận nhà để rồi phóng hỏa và sát hại cả Mio lẫn lũ trẻ. Khi tên đứng đầu định làm điều tương tự với Dororo, Hiyakimaru đã lao đến xin nhẹ một bên tay của hắn. Khi nhìn thấy linh hồn của Mio nhạt dần màu, Hiyakimaru như một con quái vật điên loạn không ngừng chém giết. Chàng kiếm sĩ đang bị ngọn lửa quỷ dữ nuốt chửng, không thể để đại huynh nhúng máu thêm nữa. Dororo lao đến kiểm chế anh lại, đồng thời cho anh mình xem di sản và ước mơ của Mio. Lúc này Hiyakimaru mới tỉnh táo trở lại, ôm Mio trong tay. Hiyakimaru run lên từng tiếng gọi tên cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nếm trải vị đau đớn đến như vậy. Sau khi thu xếp xong chỗ yên nghỉ cho mọi người, Hiyakimaru và Dororo lại tiếp tục hành trình. Với tiếng hát ngọt ngào còn vang vẳng trong tâm trí, chứng kiến sự điên cuồng của Hiyakimaru, cộng thêm những lời nói của lão sư trước lúc rời đi, khiến Dororo cảm thấy lo lắng. Để giúp đại huynh của mình vui vẻ hơn, Dororo đã cố làm mấy trò con bò để chọc Hiyakimaru cười, nhưng đều vô ích. Kể ra thời này mà có The Reviewer xem thì Hiyakimaru cười điên. Đùa ấy. Một lúc sau từ đâu đó văng vẳng tiếng người chim chuột. Dororo nghe thấy thì khó chịu lắm. Thích thì vào nhà nghỉ chứ ai chơi ngoài thiên nhiên này. Đột nhiên một túi hành lý rơi thẳng vào đúng chỗ Dororo. Ngước lên mới thấy đó là ổ của nhện quái. Hiyakimaru phát hiện tình hình, lập tức rút kiếm lao đến chiến với con quỷ. Sau một hồi giao chiến, thấy không địch nổi đối thủ, quỷ nhện liền phóng tơ khống chế Hiyakimaru lại, rồi đánh bài chuồn. Sau cuộc chiến với quỷ nhện, hai anh em đi đến một ngôi làng. Ở đây đang rộ lên tin tức về một tay chuyên bắt cóc người vào mỗi đêm. Người thấy mùi kiếm tiền và yêu quái, Dororo lập tức cùng Hiyakimaru lùng cho bằng được kẻ đó. Nhưng vụ này khó nhằn hơn họ nghĩ. Đi mòn cả dép cả đêm mà vẫn chả thấy đứa bắt cóc lẫn yêu quái nào. Ở một diễn biến song song, quỷ nhện sau khi bị thương sau trận chiến đã hóa thân thành một cô gái và hiện đang được anh chàng Yajiro chăm sóc. Tuy từng có ý định hút hết sinh khí của anh chàng này, nhưng nhiều lần quỷ nhện đều không ra tay. À nhận ra khứa này khác với những tên đàn ông khác, thậm chí còn có tình cảm với chính Yajiro. Tuy nhiên việc thiếu sinh khí khiến ả nhện quái này ngày càng hốc hác. Trước tình hình đó, Yajiro liền đưa ả theo lối bí mật để ra ngoài tìm đại phu. Nhưng khi đi được nửa đường thì bị Dororo và Hiyakimaru chặn lại. Ngay khi nghe tiếng của ả, Dororo đã nhận ra ngay cô gái đối diện là yêu quái nhện. Tưởng như anh chàng sẽ quấn ra đài mà cút, thì Yajiro lại lấy thân mình che cho yêu quái, đồng thời thừa nhận bản thân chính là kẻ bắt cóc. Mục đích của anh là muốn cứu những dân phu khỏi sự bóc lột của đám quan quân mà thôi. Đúng lúc đó lũ samurai kéo tới, chúng muốn bắt Yajiro lại vì cái tội đưa người ra ngoài trái phép, khiến bãi mỏ thiếu nhân công. Ngay khi đám lính xông lên, nhện quái đã ra tay khống chế, rồi lao đến hút lấy hút để sinh khí, không chần chừ thêm nữa. Hiyakimaru lập tức tham chiến, biết sức mình có hạn nên ả nhện quái chỉ phun tơ khống chế đối thủ, rồi cùng Yajiro bỏ chạy. Sau khi thoát được một quãng xa, nhện quái bộc bạch câu chuyện của mình. Ả chưa từng lấy mạng một ai cả. Chỉ cần giữ được sự sống thì sinh lực sẽ dần hồi phục. Khi đó ả sẽ lại đến hút một lần nữa. 10 điểm chăn nuôi. Nghe đến đó Yajiro cũng cảm thấy yên tâm, rồi đưa nhện quái đến lối bí mật để ả chạy thoát. Nhưng nhện quái từ chối. Ả muốn Yajiro đi cùng mới chịu. Thôi thì kiểu gì cũng hẹo. Thà làm ma dưới chân người đẹp còn đỡ hơn làm quỷ dưới kiếm samurai. Nhưng họ chưa kịp rời đi thì lũ lính đã kéo đến tấn công. Yajiro bị trúng tên rồi ngã gục. Chứng kiến ân nhân bị hạ sát, nhện quái đã hết kiên nhẫn với đám này. Ả tóm lấy vài tên hút cho đã cái nừ sinh lực, rồi bật mốt quỷ nhện, không thể để cho ả lộng hành. Hiyakimaru ngăn ả ra tay thêm, rồi mới lao đến combat xin nhẹ vài cái chân. Ả yêu quái cũng không vừa, trả đòn khiến Hiyakimaru văng cả quãng. Lúc này Yajiro mới tỉnh lại, anh ta cầu xin Hiyakimaru hãy tha cho họ. Tuy là quỷ nhưng nhện quái lại chưa từng hại ai. Hiyakimaru cũng thấy màu linh hồn của nhện quái đã chuyển sang trắng, nên quyết định ngừng chiến và để họ đi. Ngày hôm sau hành trình của hai anh em lại tiếp tục. Khi Dororo tha mạng cho một con nhện, Hiyakimaru đã khẽ nở một nụ cười nhếch mép. Đó là tiếng cười đầu tiên của anh chàng. Có chuyện kể lại rằng tồn tại một đám mây đen tên là Nokosaregumo. Sự xuất hiện của nó gắn liền với tai họa. Chỉ có cách hiến tế một cô dâu cho nó thì mọi việc mới được êm xuôi. Dororo và Hiyakimaru không hề hay biết rằng nơi tiếp theo mà họ tới chính là nơi mà đám mây đó đang tác quai tác quái. Trên đường di chuyển, hai anh em bắt gặp một đám rước dâu. Tuy là hỷ sự nhưng mặt cả đoàn nhìn như tang sự. Điều đó đã va vào sự chú ý của Dororo. Ngay lúc ấy một cậu bé cosplay Husky xuất hiện, bắn cung về phía đoàn rước, nhưng lệch. Dororo liền ngăn lại và nói lời phải trái. Đứa trẻ bảo Dororo né ra vì nó đang gấp. Cô dâu chính là chị gái của nó, và cô ấy đang bị đưa lên giàn hiến tế cho quỷ. Nghe đến quỷ khiến cho Dororo hào hứng hẳn, bèn gạ hỏi thêm in tư từ khứa Husky. Cậu bé tên Saru, cô dâu đang bị đưa đi là chị gái của cậu, thực ra là chị nuôi, do Saru mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
May mắn khi gặp được chị gái và được cô chăm sóc, nên khứa này phải làm gì đó trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Dororo bảo Teru cứ yên tâm, đồng thời PR chuyên gia săn quỷ Hiyakimaru để giúp cậu cứu chị. Tuy nhiên giúp thì vẫn giúp nhưng ơn thì vẫn phải trả. Thôi thì có ít tấm lòng, Saru đưa cho Dororo một đám tằm ăn vặt, nhưng trong đám đó lẫn một ít vàng. Saru nói mấy thứ này ngoài suối đầy, thích thì cứ ra mà nhặt. Thấy đây là vụ làm ăn béo, Dororo chốt kèo luôn. Sau khi hạ gục hai người canh chừng, Saru đến cứu chị gái nhưng cô từ chối bỏ đi vì đây là số phận của cô. Dororo và Hiyakimaru cũng đến nơi. Khứa léo méo bảo cô dâu cứ yên tâm, gì chứ quỷ thì đại huynh này cần tất. Vừa dứt câu thì Noko Saregumo đã đến. Hai người canh chừng bị nhai trước. Điều lạ là Hiyakimaru hoàn toàn bất động. Trong tầm nhìn của anh lúc này đang bị bao vây bởi một bức tường quỷ đỏ lòm. Có thể hiểu là Hiyakimaru đang bị mù thực sự. Chân thể của con quỷ xuất hiện tấn công Saru, nhưng chị cậu đã kịp thời đẩy ra để rồi bị con quỷ tợp mất. Ác quỷ lần này là một con rết khổng lồ biết bay. Khi nó định tấn công đợt 2 thì một tia nước bắn lên làm lộ ánh sáng mặt trời, khiến cho con quỷ quay xe cút vội. Sau thất bại trong cuộc đụng độ đầu tiên, Hiyakimaru dường như đã rơi vào thế bất lực. Tuy Dororo vẫn quyết chí diệt quỷ, thế nên hai đứa trẻ phải tự lo. Dororo nhận ra đám mây đã bự hơn, cộng thêm các tảng đá bay tung tóe, đây là dấu hiệu cho việc con quỷ đã phát tướng. Không diệt nhanh thì coi như hết cách. Nhận thấy ánh sáng là điểm yếu của rết quái, Dororo đề xuất kế hoạch kéo nó ra khỏi đám mây. Hai đứa trẻ chốt kèo và bắt đầu triển khai. Ngày hôm sau, Dororo cải trang thành cô dâu để dụ rết quỷ. Mục đích là đưa nó đến một nơi được chuẩn bị sẵn, để Saru bắn cung tạo ra một vụ cháy nhấn chìm con quỷ trong biển lửa. Mỗi tội lớp giáp của nó lại quá cứng, khó có thể thiêu trực tiếp nó. Âm mưu thực sự của hai đứa trẻ là mượn khói ngọn lửa để xua mây, nhưng người tính không bằng quỷ tính, con rết quỷ lại tự sản sinh được mây, kế hoạch coi như đổ bể. Tuy nhiên vẫn còn ngôi sao hy vọng Hiyakimaru, anh liên tục ném đá lẫn bắn tên nhằm xác định vị trí rết quỷ. Khi quá trình đã xong, Hiyakimaru bắt đầu lao vào combat, chém đã trúng nhưng chưa đủ sâu, hậu quả là anh bị con quỷ phản công hất văng ra xa. Nhận ra ý định của anh mình, Dororo lao vào con rết quỷ, bám vào rồi la hét để Hiyakimaru dễ phát hiện. Tuy nhiên con rết quẫy quá dữ khiến cho Dororo va chạm rồi lịm đi. Không thấy tiếng đứa em, Hiyakimaru liên tục hét lên để đánh động. May mà Dororo đã hồi tỉnh mà kịp thời ra tín hiệu vị trí mắt rết quỷ cho đại huynh. Nhờ đó mà Hiyakimaru đã xin một bên cửa sổ tâm hồn của nó. Con rết quỷ cứ thế lao ra ngoài mặt trời, nhưng nó vẫn phản kháng bằng phần đầu ở đuôi. Hiyakimaru giờ đây đã sáng mắt, anh lao vào mồm nó xẻ một đường dài. Con rết quỷ chính thức bị thanh tẩy. Hai anh em may mắn rơi xuống nước nên bình an vô sự. Sau cuộc chiến này, Hiyakimaru đã lấy được mũi và khiếu giác của mình. Chị gái Saru do chưa bị tiêu hóa nên cũng được cứu thoát. Thay lời cảm ơn và tạm biệt, cô ấy đã tặng cho họ một bông hoa với mùi hương dễ chịu. Hiyakimaru mê bông hoa ấy lắm, nhưng bất ngờ hơn là anh đã có lần đầu gọi tên Dororo. Điều ấy khiến của cậu rất mừng. Việc Hiyakimaru liên tục hạ lũ quỷ thần đã làm giảm sự bảo hộ lên vùng đất Ishikawa. Hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến cây trồng, hơn nữa những gia tộc xung quanh cũng dục dịch binh lực, khiến Kagemitsu càng thêm đau đầu. Ông ta đã đến địa ngục đường để nhờ lũ quỷ thần tìm cho ra đứa trẻ nguyền rủa. Xin là cho, đám quỷ cho ông ta thấy hành trình của Hiyakimaru. Trùng hợp là Hiyakimaru và Doro cũng đang tiến đến vùng đất của ông ta. Những hành tung kỳ lạ của phụ thân khiến cho Tahomaru nghi ngờ. Cậu liền hạ lệnh cho hai thuộc hạ thân tín đi điều tra. Sau khi tìm hiểu, họ đã bắt được một kẻ nhận lệnh từ lãnh chúa và dùng thuốc buộc hắn phải khai ra mọi thứ. Nhưng thứ mà Tahomaru nhận được chỉ là tin về đứa trẻ thất lạc và bà mụ. Còn mục đích phía sau thì tên kia thà chết chứ không nói. Hành động này càng khiến thiếu chủ tộc Daigo tò mò, nên đã mạnh dạn đến hỏi thẳng phụ thân. Dĩ nhiên là làm sao Kagemitsu nói cho con mình nghe về hành động xấu xa của mình được. Trước những uẩn khúc đó, Tahomaru càng cảm thấy khó chịu và cần một cái gì đó để xả. Trong lúc đi dạo ngoài chợ, Tahomaru thấy dân chúng đang báo cáo với quan binh về một xoáy nước chuyên ăn thịt người. Ngay lập tức, Tahomaru cùng binh lính lên đổ xem thực hư ra làm sao. Khi ra gần giữa hồ, mái chèo đột ngột kẹt cứng ngắt, mặt nước bắt đầu nổi sóng mạnh và con quái vật xuất hiện. Tahomaru ra lệnh cho tùy tùng dùng dây cố định thuyền lại để không bị hút vào chỗ con quỷ, không thể để cho con quái lộng hành thêm. Vị thiếu chủ rút gươm ra lao đến chỗ con quái và xin nó một càng. Con cua quái thấy thế mà hãi, bèn rút xuống nước đánh du kích phá thuyền. Trước tình hình đó, cả đoàn phải trồn lẹ, chứ mà rơi xuống thì thành mồi cho quỷ ngay. Tuy đã khiến cho con cua nhận thương tổn, nhưng việc chiến với nó ở hồ là việc bất khả thi. Một thân tín của Tahomaru gợi ý kế hoạch cảm tử, gắn bom nhảy thẳng vào mồm con quỷ, nhưng vị thiếu chủ từ chối vì làm thế khác nào chặt một tay của cậu. Khi nhìn địa thế của khu vực đó, một ý tưởng vụt lên trong đầu Tahomaru. Ngay ngày hôm sau, cậu cho dân phu đắp một con đập lớn nhằm chặn nước dẫn vào hồ. Thời gian làm việc gấp rút và nhanh chóng, chỉ trong một ngày đã hoàn thành thi công. Tờ mờ sáng, Tahomaru cho một thuyền nhỏ ra để dụ dỗ con quỷ đi vào trong hồ chứa, sau đó tiến hành rút cạn nước ở hồ, tạo một môi trường chiến đấu trên cạn. Tahomaru cùng hai tùy tùng lao lên combat. Dĩ nhiên con cua gặp bất lợi nên bị đánh trong một trận hội đồng không thể chống đỡ. Tuy nhiên nó sống đủ lâu để có chút trí thông minh. Nó liên tục quăng đá để phá cửa đập. Giờ thì từ thuận lợi thành bất lợi. Trong một nỗ lực cứu người, một thân tín của Tahomaru đã bị con cua tóm lấy. Giữa lúc nguy nan, top 1 server diệt quỷ đã đến với hai đường chém chéo sắc lẹ. Hiyakimaru đã giải quyết xong con cua quỷ. Chứng kiến màn múa kiếm cực gắt đó,
đó. Tahomaru lấy làm kinh ngạc lắm, mà cậu không hề hay biết rằng kẻ đó chính là anh trai của mình. Số phận bắt đầu dịch chuyển đến chương hồi kịch tính của nó. Sau khi nhận được tiền thưởng từ việc diệt quỷ, Dororo dẫn Hiyakimaru đi xem kịch. Hay lắm nhóc con, đưa người mù đi xem cả kịch chôn anime. Bất ngờ hơn nữa là lão sư Biwamaru cũng xuất hiện ở đây. Mục đích mà ông đến đây là vì tò mò trước sự bảo hộ kỳ lạ cho miền đất này, cụ thể là nơi được đồn đại rằng đang cất giữ những con quỷ bởi nhà Daigo. Qua haki quan sát của mình, Biwamaru nhìn ra được bên trong Hiyakimaru đã có lửa quỷ trở lại. Ông nhắc rằng cậu thanh niên đã giết người, nên trước khi đi chỉ khuyên rằng Hiyakimaru nên cẩn thận thì hơn. Trong khi đó, hai thân tín của Tahomaru đã trình báo cho lãnh chúa biết về gã kiếm khách mù. Với những thông tin đó, Kagemitsu có thể chắc rằng đó là đứa trẻ bị nguyền rủa. Phu nhân biết tin thì đã cố sức ngăn chồng lại, nhưng đời nào ông ta nghe lọt tai. Thứ mà ông ta quan tâm đến nhất lúc này là sự thịnh vượng của vùng đất cai trị và cái đầu của đứa con cả. Trở lại với Dororo và Hiyakimaru, hai anh em đã đến khu vực biên giới lãnh thổ của hai tộc Daigo và Asakura. Theo lời đồn đại ở đây thì có một tấm tường gỗ lớn tên Banmon. Hàng đêm ở chỗ đó thường xuyên xuất hiện quỷ dữ nên chẳng ai dám lại gần. Hiyakimaru cũng cảm nhận được bên trong Banmon là một con quỷ rất mạnh. Giữa lúc đó có một cậu bé xuất hiện, khuyên cả hai nên né xa chỗ Banmon ra thì hơn, bởi bất cứ kẻ nào có dấu hiệu vượt biên đều sẽ bị quân đội của tộc Asakura thẳng tay hạ sát. Khứa này tên Sukeroku. Do cuộc chiến giữa hai gia tộc và Banmon nên cậu đã bị thất lạc với mẹ. Trong bữa ăn, Sukeroku đã kể hết hoàn cảnh của mình cho họ nghe. Tuy không thể giúp được người bạn này giết người vượt biên, nhưng họ có thể diệt quỷ với ngôi sao Hiyakimaru để giúp Sukeroku lẩn đi vào buổi tối. Ngay trong đêm đó, ác quỷ Banmon đã xuất hiện. Chúng hiện hình là những con hỏa hồ linh với số lượng đông nhưng được cái yếu. Hiyakimaru không thấy khó khăn mà diệt được, nhưng càng giết thì đám hỏa hồ linh kéo đến càng đông, khiến Hiyakimaru ít nhiều cũng khốn khó. Dororo cũng ra tay hỗ trợ với liên hoàn thạch. Nhân cơ hội đó, Sukeroku đã vội chạy sang biên giới. Hiyakimaru bảo Dororo hãy bám theo, còn mình sẽ ở lại giải quyết con quỷ trước một kẻ địch mạnh. Những hỏa hồ linh hợp thể thành một dạng cửu vĩ, quyết sống mái với Hiyakimaru. Thực lực của nó đã được nhân lên nhiều lần nên đã thành công khống chế được chàng kiếm mù. Nhưng Hiyakimaru thì không chịu thua, anh vùng được ra và chém được nó một nhát. Đúng lúc đó, lãnh chúa Kagemitsu xuất hiện để đuổi con quái đi. Hai cha con lần đầu đối diện, nhưng bầu không khí lại cực kỳ căng thẳng. Ở một diễn biến khác, Tahomaru sau khi nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ đã bắt đầu đi tìm hiểu sự tình về Hiyakimaru. Trong lúc đó, cậu đã gặp một người phụ nữ điên, liên tục nói về đứa trẻ nguyền rủa sẽ quay về hủy diệt Daigo. Trước sức ép của vị thiếu chủ, mụ đã tiết lộ về chuyện đứa trẻ bị quỷ cướp đi thể xác và nó đang trở lại để trả cả vốn lẫn lãi cho gia tộc Daigo. Thông qua tầm nhìn của mình, Hiyakimaru nhìn ra có ngọn lửa quỷ trong vị lãnh chúa, nhưng anh không biết rõ đó là thứ gì để làm cho ra nhẽ. Anh lao đến để hỏi trực tiếp, chứng kiến đứa con bị ruồng bỏ, Kagemitsu không ngần ngại hạ lệnh thủ tiêu. Nhưng với thực lực của đám lính ấy thì còn khuya mới hạ được Hiyakimaru. Bằng kỹ năng của mình, anh nhanh chóng thoát thân mà trốn vào trong rừng. Ở một diễn biến khác, Dororo và Sukemaru đã bị quân của Asakura bắt giữ. Sukemaru đã về làng của mình, nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Cậu cho rằng mọi người đều đã bị sát hại, trong đó có cả mẹ mình, nên chẳng còn nghị lực để trốn thoát nữa. Trong lúc nói chuyện với một bạn tù, Dororo phát hiện ra khăn của ông ta có biểu tượng giống với chiếc túi Hiyakimaru mang bên mình. Đó chính là logo của gia tộc Daigo. Giữa lúc đó, Dororo phát hiện ra có một cái lỗ vừa khít cho một đứa trẻ, nhưng nó ở tít trên cao mà vách đá lại dốc, leo lên mà ngã thì có khi hỏng người. Dù thế nhưng Dororo lại rất bướng, sợ gì tầm này nữa, kiểu gì chả ngỏm nên cứ trách nhân phẩm xem sao. Chứng kiến sự quyết tâm của đứa bạn, Sukemaru cũng lấy lại được cảm hứng sống. Khi quan binh phát hiện hành động của Dororo, chúng tính lao đến tóm lại nhưng đã bị Sukemaru cùng những tù nhân khác chặn lại. Nhờ đó mà Dororo đã vượt ngục thành công. Trở lại với cuộc điều tra của Tahomaru, lần này cậu đến hỏi thẳng thân mẫu về mọi chuyện. Nếu đứa con trai đã tò mò đến thế thì bà sẽ kể. Khi nghe xong sự thật, Tahomaru cảm thấy căm phẫn trước hành động đáng ghê tởm của đấng sinh thành. Lúc này Kagemitsu bước vào, khẳng định hành động của mình là đứng đắn để giúp cho vùng đất này bước ra khỏi địa ngục. Nhưng tất cả đều hiểu rằng mục đích thực sự của tên lãnh chúa là duy trì vị thế cai trị của bản thân. Trong lúc quả tranh cãi đang diễn ra, Hiyakimaru đã xuất hiện. Gia đình lần đầu được hội họp, nhưng ánh mắt trao nhau lại chẳng mấy thiện cảm. Đám lính canh thấy có kẻ đột nhập, liền lập tức bao vây tấn công cậu. Tiện đã gặp, lãnh chúa ra lệnh truy sát đứa con cả của mình, phải lấy bằng được đầu của nó về. Cả Tahomaru lẫn phu nhân đều có lời ngăn cản, nhưng Kagemitsu khiến họ câm nín bằng cách nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh chúa với vùng đất này, đồng thời bảo Tahomaru nếu thực sự muốn cứu anh trai thì hãy đến địa ngục đường mà phá vỡ giao kèo với quỷ, khi đó miền đất này sẽ trở về với hoang tàn. Trong khi đó, tại nơi thờ của quỷ, lão sư Biwamaru nhận ra nơi đây không hề đơn giản. Nơi đây chỉ nhốt duy nhất một con, nhưng được bao lâu thì chẳng rõ. Với thực lực của ông thì vấn đề này nằm ngoài khả năng xử lý. Sau khi ông rời đi, Tahomaru đã mò đến địa ngục đường. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, khiến tất cả bị hất văng ra ngoài. Chứng kiến quyền năng của đám quỷ, Tahomaru bắt đầu nghĩ đến những lời nói của cha, và có lẽ là ông đã đúng. Trở lại với tình hình của cặp main, Dororo đã tìm ra Hiyakimaru và dẫn đường cho anh đến cứu Sukeroku. Trên đường đi, Dororo đã kể cho Hiyakimaru về những gì mình thấy. Gia tộc Daigo chắc chắn là gia đình của anh, nhưng thôi nhận thân, họ phải khẩn trương đến cứu người cái đã. Nhưng họ đã đến chậm một bước, toàn bộ tù nhân đã bị lùa đến bức tường Banmon để xử tử. Sukeroku may mắn thoát nạn, nhưng tình hình xung quanh không đảm bảo cậu sẽ toàn mạng, bởi cuộc chiến giữa hai gia tộc Daigo và Asakura đã bắt đầu.
Giữa lúc chiến trận đang ban căng thì quỷ ở Banmon xuất hiện, sơi ít mạng ở hai bên. Hiyakimaru cũng đuổi đến tận nơi và thêm lần nữa đối mặt với người cha tàn ác của mình. Trong quân của phe Daigo có tên đã sát hại Mio, khi cảm nhận được hắn, cơn điên của Hiyakimaru trỗi dậy. May mà có Dororo can ngăn, nếu không là to chuyện. Lúc này Tahomaru cũng xuất hiện, thừa nhận thân thế của Hiyakimaru. Tuy nhiên cậu ta mong anh nên từ bỏ việc tìm lại bản thân để cho vùng đất này có thể được yên ổn. Vừa dứt lời, khứa này xuống ngựa, rút kiếm, lao thẳng về phía anh trai để bắt đầu cuộc chiến định mệnh giữa hai người. Dororo cũng nhân lúc ấy sang cứu Sukemaru. Chưa kịp tháo dây thì con quỷ đã lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hiyakimaru đã kịp xuất hiện chiến đấu, khiến nó bị hút vào trong tấm tường gỗ. Mẫu thân của Hiyakimaru lúc này bất ngờ xuất hiện. Bà cầu xin đứa con cả tha thứ vì đã không thể bảo vệ cho anh, còn hiện tại cũng chẳng thể nào cứu anh. Ngay sau đó, bà rút dao tự xiên mình để hiến tế cho quỷ dữ. Bức tường Banmon sinh biến mà đổ sập, khiến các phe xung quanh phải rút lui. Con quỷ trong đó cũng bị tiêu diệt. Sau khi mọi thứ kết thúc, Sukeroku đã được đoàn tụ với mẹ. Cuộc hành trình của hai huynh đệ lại tiếp tục. Sau lần chạm mặt lần đầu với gia đình của mình, Hiyakimaru vẫn không ngừng ám ảnh những lời nói của mẫu thân cùng sắc xanh của bức tượng. Suốt thời gian đó anh đã không ngừng săn quỷ mà không thèm nghỉ ngơi. Thân là em trai nên Dororo lo phết, nên đã hỏi thăm được một chỗ tắm suối nước nóng, tính rủ Hiyakimaru đến đó làm tí cho khuây khỏa. Nhưng anh chê, với Hiyakimaru tầm này thì chỉ có diệt quỷ mới là bao phê, không từ bỏ ý định. Dororo nói ở đó có một con quỷ đang ngự trị, mới khiến cho Hiyakimaru phải chú ý. Sau khi tìm được một ngôi nhà tá túc qua đêm, Dororo xin chân đi thu thập củi để Hiyakimaru có thời gian ngơi nghỉ. Cấm anh đừng đi lung tung, kẻo trẻ con bắt nạt cho thì lại khổ. Trong lúc đang lượm nhắt, cậu phát hiện ra có một thác nước tuyệt đẹp. Khi vào bên trong, Dororo phát hiện ra một bức tượng khổng lồ không mặt. Đột ngột có một người phụ nữ xuất hiện khiến cu cậu hú hồn. Dung mạo của người phụ nữ này y hệt mẹ Dororo, khiến cho cậu cứ ngỡ là mẹ hiện hồn về báo cho số đề để cho chắc là mình không bị ngáo. Cậu đã đưa người phụ nữ đó về cho Hiyakimaru check linh hồn. Hiyakimaru đã xem và nhận xét, bà ta không phải quỷ. Người phụ nữ này tên là Okaka. Nơi mà hai huynh đệ Hiyakimaru đang ở chính là nhà của bà ấy. Trong lúc Okaka nấu ăn, Dororo đã hỏi bà ta về bức tượng không mặt. Okaka đã kể cho họ nghe về một người nghệ nhân điêu khắc chuyên làm những bức tượng mặt Đức Phật hiền từ. Nhưng trend đã dần thay đổi, dân chúng lại ưa những bức tượng phù đồ mặt căng cực cơ. Và thế là người nghệ nhân hết job. Trong lúc rong ruổi, ông ta đã tìm ra thác nước này, và bức tượng bên trong đó là tác phẩm để ông ta trả thù đời. Bức tượng đã lột đinh đến 95%, chỉ còn thiếu mỗi gương mặt nữa là hoàn thành. Dù đã rất cố gắng nhưng ông ta chẳng thể nào khắc lên một gương mặt căng cực perfect cả, để rồi ra đi trong sự tuyệt vọng. Chuyện nghe cuốn phết nhưng mà cơm còn cuốn hơn. Cuốn đến độ mà cả Hiyakimaru lẫn Dororo đều lần lượt lịm đi. Chính Okaka đã bỏ thuốc vào thức ăn. Lúc này bà ta mới kể phần quan trọng nhất của câu chuyện. Sau khi ông ta hẹo, một linh hồn căm thù đã bắt đầu sống trong bức tượng để có được khuôn mặt cho mình. Nó đã hồi sinh cho người nghệ nhân để bắt người về lấy dung nhan. Và người nghệ nhân đó chính là Okaka. Đối tượng lần này chính là Hiyakimaru. Sau khi tỉnh cơn mê, Dororo cố gượng lên đường tìm anh trai. Đến khi tìm thấy rồi thì cũng chả làm được gì vì cơ thể vẫn còn ngấm thuốc. Trong lúc cố kéo Dororo ra khỏi Hiyakimaru, Okaka đã khiến cho anh chàng kiếm sĩ hồi tỉnh. Quả này thì chết với cậu. Ngay khi phát hiện ra bức tượng có màu quỷ, Hiyakimaru lao tới tiếp cận tiêu diệt. Bức tượng bật mốt phòng thủ đẩy cậu rơi xuống, rồi vung kiếm khiến Hiyakimaru rơi xuống thác nước. Dưới đáy thác là vô số thi thể không mặt. Ngay khi Hiyakimaru vừa mới ngoi lên, bức tượng quỷ đã gia tăng thêm đòn công kích. Mỗi tội là nó đã tính sai, Hiyakimaru đã lợi dụng để đi lên. Để rồi đồ ông phá tay ông. Thấy hết hốp ăn được chàng kiếm sĩ, Okaka chơi bài Henshin thành mẹ Hiyakimaru. Nhưng đen cái là anh chưa từng thấy mặt mẹ, nên phép này bị hỏng, không từ bỏ. Okaka trói Hiyakimaru lại rồi đưa đến chỗ để bức tượng lấy mặt. Giữa lúc đó Dororo lại dùng phép thông não. Tượng thì cần mặt mũi là ok thôi, bất gì mà làm lố quá làm chi. Okaka nghĩ lại những chuyện xưa cũ rồi dần thức tỉnh. Trong lúc cơn hối hận dâng trào, bà ta đã bị bức tượng quỷ chém trúng. Hiyakimaru thoát ra liền lao đến, xiên thẳng vào mặt bức tượng. Và chính nó cũng tự bồi thêm một cú để chính thức cho mình được tiêu diệt. Trước lúc ra đi lần hai, người nghệ nhân xin được sờ khuôn mặt Dororo. Bà ta phải thừa nhận rằng mặt cậu bé hiền hậu như Đức Phật vậy. Tuy không phải mẹ mình, nhưng khi chứng kiến khuôn mặt ấy biến mất, trong lòng Dororo chợt dâng trào cảm xúc đau xót. Sau những chuyện vừa xảy ra, Hiyakimaru đã thấu hiểu hơn về Dororo. Hai anh em tiến đến suối nước nóng để thư giãn. Ở đây họ gặp lại lão sư mù Biwamaru cũng đang nghỉ dưỡng. Đồng thời một bí mật to lớn ẩn trên cơ thể của Dororo cũng được phát hiện. Sinh thời Hibukuno, cha của Dororo đã cướp được rất nhiều vàng bạc. Ông muốn giúp sức cho công cuộc đứng dậy đấu tranh, nhưng hiện tại của ông là bất lực. Nên Hibukuno đã yêu cầu vợ dạy cho Dororo hiểu mong muốn đó. Sau đó ông tính chỉ cho vợ đường đến kho báu, nhưng bà đã ngăn lại vì sợ rằng mình sẽ tiết lộ. Thay vào đó bà đề xuất chia bản đồ ra làm đôi. Một cái xăm trên lưng bà, phần còn lại lên Dororo. Trước khi mất, bà đã cho Dororo xem bức họa và bắt nó phải nhớ. Tuy nhiên với một đứa trẻ nhỏ như vậy thì nhớ được sáng ăn gì đã là khó rồi, huống chi là một bức họa ngoan ngoèo. Sau khi nghe xong câu chuyện đó, lão sư cho rằng Dororo và Hiyakimaru đã có thêm lựa chọn cho tương lai. Có thể việc diệt quỷ không đem lại thay đổi, nhưng với thứ mà cậu bé đang mang trên lưng thì cả lòng người lẫn thế giới đều sẽ xoay vần vì nó. Cái này là fact đã được chứng minh.
qua lời nói của mình, lão sư như đang mở ra một con đường khác cho hai huynh đệ. Họ có thể sống sung túc nhờ số vàng đó. Còn Hiyakimaru nếu tiếp tục cuộc hành trình của mình, cậu sẽ là kẻ hủy diệt vùng đất mà nhà Daigo cai trị. Tất cả là sự lựa chọn của họ. Nói xong rồi, Biwa Maru rời đi. Những lời nói của lão sư khiến cho Dororo suy nghĩ. Hiyakimaru thì là con đường diệt quỷ, còn cậu thì vẫn phân vân với kho báu mà bố mẹ đã đặt cả tính mạng để lại. Khi hai anh em đi vào khu rừng, họ bắt gặp hai cô hồn bóng quế, nhưng chúng lại không có màu đỏ của quỷ. Vong linh nữ chợt biến mất, để lại một con quái vật bé bự. Chẳng biết tại sao con này cứ mê Dororo, liên mồm gọi cậu là mama. Sau một thời gian di chuyển, họ đến một ngôi đền đã cháy rụi. Chợt con vong nữ lại xuất hiện, chỉ cho Hiyakimaru cái gì đó loang lổ trên đấy. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện đó là dầu hỏa. Có vẻ như ngôi đền này đã bị ai đó cố ý đốt đi. Chợt con quái bé bự biến mất. Ngay khi một kẻ xưng tên Sabame đến đặt hoa, ông ta cũng là vị lãnh chúa của vùng đất này. Vì muốn nghe kể về chuyến hành trình của hai anh em, nên Sabame đã mời họ về tư dinh khoản đãi một bữa căng rốn. Khi Dororo hỏi về ngôi đền, tuy có chút giật mình nhưng lãnh chúa vẫn nhiệt tình chia sẻ. Trước đây ở đó là nơi ở của một trại trẻ mồ côi. Nữ tù ở đó là một kẻ bạo ngược, luôn bắt đám trẻ phải nai lưng ra mà làm. Hành động đó khiến trời khó dung, mà giáng một tia sét xuống làm nơi đó cháy rụi, không một ai sống sót. Sau đó vong linh của nữ tu đó hóa quỷ và đi mâm thịt người đi qua. Với những gì đã xem xét tại hiện trường, Dororo thấy lời Sabame nói cứ bị điêu điêu, nhưng cũng rén về việc vong linh của nữ tu đó, nên nằm gần Hiyakimaru cho chắc. Quả nhiên đêm đó có quỷ đến thật, nhưng không phải vong nữ tu, mà là một con sâu quỷ to tổ bố. Dororo cố lay Hiyakimaru nhưng mà chả thấy động tĩnh gì. Chỉ cho đến khi con quỷ lao đến, anh mới bật mốt combat mà xin nhẹ hai cẳng của nó. Thấy đối căng, con quỷ chỉ phun tơ khống chế rồi chim cút. Nhưng đối này đéo phải căng mà là căng vãi bíp. Hiyakimaru thoát ra mà xiên nó một đường, cứ tưởng là đã end game. Ai ngờ sức sống của con này ngang dán. Nó hú lên gọi một con quỷ bướm to hơn xuất hiện. Con quỷ bướm vỗ cánh tạo bụi khiến cho Hiyakimaru không thể tiếp cận, rồi tận dụng đưa quỷ sâu xôi xéo. Sau đó con quỷ bay đến chỗ Sabame rồi biến thành một thiếu phụ. À ta chính là vợ của vị lãnh chúa. Mục đích của ông ta khoản đãi hai anh em là để làm thực phẩm cho đám con với yêu quái. Ngày hôm sau, Dororo và Hiyakimaru tiếp tục cư xử như không có chuyện gì xảy ra trước mặt Sabame. Nhưng đằng sau thì lại chia ra hành động. Dororo đảm nhiệm công tác đi thám thính tình hình trong làng. Người dân ở đây sống rất hài hòa, quan tâm lẫn nhau. Thậm chí với một người lạ như Dororo, họ vẫn niềm nở. Nhưng thái độ đó đã tắt ngay khi cu cậu nhắc đến sự vụ ở ngôi đền. Không chỉ làng tránh, đôi mắt dành cho Dororo cũng khác hẳn. Sau đó Dororo vào rừng xem xét, thì tìm ra một kho chứa lương của dân làng. Ở đây cậu đã phát hiện ra một tầng gầm kỳ lạ. Nhưng chưa kịp về báo tin thì cậu đã bị dân làng đạp xuống dưới. Nơi đây chính là hầm nuôi dưỡng đám sâu quỷ. Giữa lúc chuẩn bị vào dạ dày của đám quỷ con quái bé bự xuất hiện bảo vệ cho Dororo. Nó thực chất là những vong linh trẻ em hội tụ tạo thành. Chúng đã cho Dororo nhìn thấy chân tướng sự việc tại ngôi đền. Đó thực chất là một cô nhi tràn đầy tình yêu thương, cho đến khi Sabame đến và giết hại nữ tu. Những đứa trẻ mồ côi bị hiến tế cho quỷ dữ. Ở một diễn biến khác, Hiyakimaru đã theo dõi Sabame đến một bãi đất. Đây là nơi tên lãnh chúa thích thú nhất, bởi từ đây có thể nhìn toàn cảnh ngôi làng. Bên cạnh đó, hắn cũng kể lại mọi chuyện về vùng đất của mình. Ngôi làng này từng là địa ngục, cả samurai lẫn đám thổ phỉ đều coi đây là mảnh đất màu mỡ để đến cướp giết. Đã thế lũ thú hoang cùng nạn côn trùng cũng không ngừng tàn phá. Người dân do đói khát đã trà đạp lẫn nhau. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Sabame gặp vợ của hắn, từ đó giúp ngôi làng dần thịnh vượng. Nếu Hiyakimaru giết đám yêu quái thì ngôi làng sẽ trở lại như trước. Sabame thà hy sinh tất cả chứ nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Hiyakimaru méo quan tâm điều hắn nói, anh chỉ muốn diệt quỷ và lấy lại những gì của mình. Trong lúc những diễn biến đó xảy ra, đám quỷ bướm đã thức tỉnh mà tấn công qua chỗ của Hiyakimaru. Để trả giá cho hành động ngu ngốc này, từng con đã phải nhận vé về miền cực nhọc dưới lưỡi kiếm của Hiyakimaru. Nhưng chúng cũng không nằm im chịu chết, một con quỷ đã bắt lấy anh mà xiên. Tuy nhiên chính nó vẫn còn non và xanh lắm. Hiyakimaru quẫy kiếm là bắt nó phải thả ngay. Hậu quả là anh chàng rơi xuống và lịm đi. Chỉ đến khi Dororo tìm ra đánh thức thì Hiyakimaru mới hồi tỉnh. Trước đó cô cậu đã đổ tất cả đám dầu hỏa đi để tránh những vụ như ở ngôi đền. Hậu quả là cả kho lương được hóa vàng. Nhìn tài sản tích góp bị lửa nhấn chìm, Sabame cùng dân chúng lấy làm hoang mang lắm. Không chỉ thế, ngôi làng trước đó còn bị đám bướm quỷ tấn công, dẫn đến rụi cả làng. Đêm hôm đó, sau khi phát hiện tung tích của con bướm mẹ, Hiyakimaru đã đến tận nơi để xử nó. Tuy đã rất cố gắng để đẩy Hiyakimaru vào thế khó, nhưng để giết được anh thì nó bất lực. Kết quả là bị thiêu dưới ngọn lửa. Hiyakimaru sau khi ngoi lên bờ đã lấy lại được khung xương của mình. Trở lại ngôi làng lúc này đã tiêu điều. Dân làng nơi đây đã trả hết oán nghiệp do mình gây ra. Nhưng Dororo vẫn cảm thấy lương chi cắn rứt, còn Hiyakimaru thì méo ke. Thái độ lạnh lùng của Hiyakimaru khiến Dororo cảm thấy thất vọng. Cậu bé đã tự tìm lối đi riêng, rời xa người anh xã hội của mình. Vì mải suy nghĩ về những chuyện đã qua, mãi Hiyakimaru mới nhận ra sự biến mất của tiểu đệ. Đến khi quay trở lại thì chẳng thấy đâu nữa. Trước đó trong lúc di chuyển, Dororo đã bị Itachi, kẻ đã phản bội bố cậu, bắt gặp. Hắn đã biết được sự tồn tại của kho báu từ trước, nên muốn tìm cậu để lấy nửa còn lại của bản đồ. Mặc cho Dororo đã trần
lưng cho chúng xem, nhưng Itachi vẫn ngoan cố mà bắt cậu đi cho bằng được. Sau vài ngày băng rừng vượt núi, trong lúc nghỉ chân, Itachi đã tiết lộ lý do hắn có nửa tấm bản đồ kho báu. Sau khi bị lãnh chúa phản bội, không tiếp tế quân chống địch, hắn đã bỏ nghề làm samurai để trở lại làm đạo tặc. Itachi vẫn luôn đau đáu về kho báu của băng Hibukuno, nên đã trở lại tìm hai mẹ con nhà Dororo. Thứ hắn tìm ra chỉ là phần huyệt của mẹ Dororo, nên đã quật mộ lên xem và thu được tấm bản đồ này. Dororo thấy thế mà căm tức lắm, tính ăn thua ngay với lão nhưng bất lực. Ngày hôm sau, toán cướp tiếp tục hành trình. Chúng đã đến được trước đảo kho báu, nhưng không có phương tiện vượt biển. Đã thế, làng chài gần đó đã bị phá hủy, phương tiện cũng bị tàn phá không thể dùng. Trong lúc loay hoay chẳng biết phải làm sao, thì một khứa cụt tay tên Shiranui xuất hiện, đề xuất giúp cả bọn sang bên đó. Thấy nghi nghi, Dororo đã cố ngăn Itachi lại, nhưng hắn kệ, dầm ba cái thằng rành. Sau khi tất cả đã lên thuyền, Shiranui gọi hai con pet cá mập của mình ra kéo, tạm gọi là 1 và 2. Thấy cá mập kéo thuyền khiến cả bọn rén ngang, thế có chắc là chúng tiêm phòng chưa đấy? Quý khách cứ yên tâm, hai cháu ở nhà ngoan lắm. Thấy Dororo ngó cái tay cụt của mình, Shiranui mới kể rằng hắn đã cống cái tay cho hai con pet. Kể từ ngày được nếm món cánh người này, chúng đâm mê, không ăn không được. Shiranui đã cho chúng ăn xác người, nhưng bọn này chê. Thế là hắn dẫn dụ cho chúng chén sạch ngôi làng. Với Shiranui, 1 và 2 là gia đình của hắn, nên hắn thương lắm. Thế nên đám người Itachi sẽ là bữa ăn của chúng. Itachi tính dọa buộc Shiranui đưa vào bờ, nhưng tầm này chúng đã nằm trên thớt, chạy đâu cho thoát. Nói xong, hắn ra lệnh cho hai con pet tấn công chiếc thuyền. Hai đứa cũng nghe lời, xơi sạch xanh xanh đám người bên ấy, thậm chí còn có hiếu mang cho Shiranui nguyên một tay. Itachi định tấn công thì bị con hai chặn lại. Shiranui bảo con một ở lại canh cho bữa tối, còn mình cùng hai trở về đất liền. Trước tình thế hiểm nghèo này, đám người Itachi dần mất hết ý chí sống. Dororo thấy thế mà ngứa mắt, nên xả cho đám người đó một trận ra tấm ra món. Phong thái này khiến Itachi nhớ tới Hibukuno, nên đã đứng lên yêu cầu tất cả kéo cao tinh thần lên mà sống sót. Còn nước còn tát, tát thế nào thì nhờ Dororo nghĩ hộ. Khứa này cũng được cái sáng dạ, sáng trong tâm trí mà dạ trong gan dạ, tình nguyện lấy thân mình ra làm mồi nhử để dụ con cá mập ngoi lên. Nhân lúc đó đám thuộc hạ của Itachi hãy ra tay diệt nó. Kế hoạch thành công, con cá mập đã thành con cá hẹo. Khi Shiranu trở lại thì phát hiện có vệt máu dài kéo đến tận đảo, ngờ là có biến nên là đuổi theo. Hậu quả là rơi vào bẫy của đám Itachi. Trên biển thì mày là bố, còn trên đất liền thì thằng danh con bị đập cho tan nát. Itachi tính một kiếm trả thù cho anh em thuyền bên, nhưng Dororo đã ngăn lại. Nể đã ra tay cứu chúng một mạng, Itachi duyệt, vứt nhõ vào một xó mặc cho tự sinh tự diệt. Ok, nợ nần đã xong. Giờ là lúc Dororo giao ra nửa bản đồ, nhưng cu cậu thì biết gì đâu mà giao với chả nhận. Hư như này là phải phạt rồi. Itachi cho lột sạch đồ của Dororo đã kiểm tra, thì phát hiện hóa ra nhóc này là nữ, được bố mẹ nuôi dạy như một bé trai. Đúng lúc đó, bản đồ trên lưng Dororo dần hiện ra. Hóa ra khi gặp một lượng nhiệt nhất định thì bản đồ mới xuất hiện. Sau khi có được thứ mình muốn, Itachi cho bắt chói Dororo lại, rồi tờ mờ sáng bắt đầu đi lấy kho báu. Trong khi đó, Shiranui đã tỉnh lại để trả thù cho một nên bảo hai ăn huynh đệ của mình. Con cá dần biến đổi rồi trở thành một quỷ thần, sẵn sàng lên bờ nhắm đám Itachi. Ở một diễn biến khác, Yokai vẫn đang trong hành trình của mình. Nhiều người khi thấy ông đều cho rằng lão này thừa hơi, giúp người sống không giúp, đi giúp xác chết. Yokai vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Đột nhiên một con yêu quái xuất hiện, xâu xé tất cả những kẻ xuất hiện ở đó, nhưng trừ Yokai ra. Chính ông cũng chẳng hiểu lý do tại sao, chẳng có nhẽ mình dơ bẩn đến độ con quỷ cũng chẳng thèm sơi. Đúng lúc đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện, Hiyakimaru đã xuất hiện tiêu diệt con quái. Sau bao chuyện xảy ra, ông đã gặp lại đứa con của mình. Yokai tiến lại gần áp trán với Hiyakimaru một cách đầy tình cảm. Hiyakimaru cũng cảm nhận được linh hồn của cha, anh cũng mừng ra mặt. Trong hang, Hiyakimaru đã cho cha biết những điều đã xảy ra, còn Yokai thì có một cảm giác không được ổn cho lắm khi thấy đứa con mình xuống tay man dợ như vậy, đặc biệt là khi nghe Hiyakimaru kể về chuyện gặp lại gia đình đẻ. Yokai kiên quyết từ chối, bỏ qua việc tai ương sẽ đến với vùng đất kia. Nếu có được chiếc chân mới, Hiyakimaru sẽ lại đi tiêu diệt quỷ thần. Khi đó tuy có lại được cơ thể, nhưng anh sẽ mất dần cái nhân ở bên trong. Yokai là người hiểu rõ nhất sự thảo hóa đó, nên ông không muốn con mình lạc lối tương tự. Thế nên Yokai đã xử luôn cái chân đó. Đột ngột miệng hang bị lấp kín do đá lở, hoàn cảnh ngăn cản, bố mình ngăn cản, nhưng Hiyakimaru vẫn cố chấp theo đuổi cơ thể của mình. Lý do đơn giản là vì nó là của anh, không có kẻ nào có quyền chiếm đoạt cả. Yokai không phủ nhận điều đó, nhưng ở bối cảnh bây giờ, Hiyakimaru không chỉ phải diệt quỷ, anh còn phải đối đầu với gia đình đẻ và cả dân chúng ở vùng đất họ cai trị nữa. Chắc chắn họ sẽ không để anh dễ dàng được ý nguyện. Khi ấy máu sẽ đổ, Hiyakimaru sẽ nhuốm mình trong sắc đỏ ấy và một màu đen của sự cô độc. Không, Hiyakimaru có người kề bên, chỉ là người đó hiện tại không có thôi. Ngay khi thoát ra ngoài, Hiyakimaru phát hiện ra đám quái vật đang được cái cây sinh ra liên tục. Sau khi giải quyết chúng, anh đã đâm thẳng vào lõi quỷ của quỷ cây để vĩnh viễn lũ quái vật sẽ không bao giờ được sinh ra nữa. Giờ phút chia tay đã đến, Hiyakimaru gọi Yokai là mẹ. Tuy sai về nghĩa nhưng đã tỏ hết tình cảm của anh dành cho người đàn ông ấy. Giờ đây Hiyakimaru phải lên đường tìm đến người duy nhất sẽ giữ được cái nhân trong anh. Trong khi đó tại vị trí gia đình Daigo, Kagemitsu vẫn không ngừng cho người theo dõi hành tung của Hiyakimaru. Khi đã biết điểm đến tiếp theo của đứa con trai cả, ông ta đã phái con trai thứ đi trừ khử. Sau cuộc chiến với Hiyakimaru, Tahomaru đã trở thành thế chột, tâm tính của cu cậu cũng đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
cậu vẫn vì dân chúng hành hiệp trượng nghĩa nhưng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ngay cả khi biết tin mẫu thân đã hồi tỉnh, Tahomaru vẫn chẳng ngó ngàng gì tới. Toàn tâm toàn ý lúc này của cậu là phải tiêu diệt cho bằng được Hiyakimaru, cứu nguy cho dân chúng trong lãnh thổ gia tộc mình cai quản. Trở lại với tình hình của Dororo lúc này, cô bé hiện đang lâm nguy khi bị cá mập quỷ tấn công. Tưởng quá này làm ma rồi thì Hiyakimaru đã đến kịp thời ứng cứu. Con quái này vừa to vừa khỏe, đớp một cái là mất mạng ngay. Tuy bị cắn mất chân giả, nhưng Hiyakimaru không chậm như mạng Việt Nam, thậm chí còn xin một bên mắt của con quái, rồi tung một đường kiếm xẻ dọc chiều dài con cá, kết thúc cuộc đời của nó. Sau đó Hiyakimaru đã áp chán với Dororo đầy tình cảm. Cô bé thích lắm nhưng vẫn dỗi vì đại huynh đã đến muộn, mém nữa là thành mồi cho cá. Chiến lợi phẩm sau màn diệt quỷ lần này là chiếc chân còn lại trở về, không thể nấn ná ở đây thêm. Dororo đưa Hiyakimaru khẩn trương đuổi theo Itachi. Trong lúc đó Itachi vẫn đang gặp khó trong hành trình đến tiền tài bởi những cái bẫy bom của Hibukuro. Ông ta phải nhanh lên, không chỉ vì Hiyakimaru và Dororo đang rượt theo mà còn bởi quân triều đình đang lại gần. Sau khi cập bến, Tahomaru lệnh cho lính tìm được ai diệt cái đó. Trong lúc chạy khỏi sự truy sát của quân Daigo, Dororo và Hiyakimaru va ngay phải lũ Itachi. Hắn vẫn thao thao bất tuyệt về kho báu vì không muốn để lũ samurai chiếm mất. Dororo cắt ngang lời ông ta, cho rằng tầm này kho báu đéo quan trọng, important là cái mạng của mình kìa. Giữa lúc căng thẳng, Hiyakimaru gợi cho cả bọn một ý kiến hay, lợi dụng đám thuốc nổ để thu hút sự chú ý của phe địch để di chuyển thoát khỏi vòng pressing của chúng. Nhưng kế này chả ích được lâu, hai thân tín của Tahomaru đã phát hiện ra họ, hơn nữa đứa em trai cũng chặn đầu. Một kèo đấu căng thẳng diễn ra, mình Hiyakimaru phải đối phó với Tahomaru và khớ cốt đột, trong khi ả cung thủ thì dí tên support. Mỗi đòn tấn công của chúng đều phủ một lớp sát khí, sát luôn cả vũ khí của Hiyakimaru. Trong khi đó đám Itachi và Dororo đang bị dí đến chỗ tượng đá. Itachi thì như cái nam châm hút tên, Dororo thì nhỏ người nên kịp né sau những tượng đá. Trong cái rủi có cái may, cô bé vô tình tác động làm mấy tượng đá đổ như domino, hạ cánh thẳng vào đám lính bên dưới. Tuy lốt đinh cái chết đến 99% rồi, nhưng Itachi vẫn ham được ngó tận mắt kho báu. Dororo thì cũng ok, đưa hắn vào tận hang để nhìn, thỏa ước nguyện nên Itachi cũng ra đi thanh thản. Trở lại với cuộc giao tranh của Hiyakimaru, thế trận vẫn căng thẳng lắm, địch liên thay phiên vào 3 ra 7, công liên tục khiến mình khốn đốn. Nhưng với sức mạnh của mình, Hiyakimaru vẫn không cho thằng em trai cùng tùy tùng của mình quá lấn lướt. Đang ban căng thì trận chiến bị cắt ngang bởi Kushiranui cho nổ đám thuốc nổ khiến đất đá rơi xuống. Binh tốt của Tahomaru thiệt mạng vô số, trong đó có một thân tín của cậu bị thương nặng, buộc cậu ta phải cho rút quân. Hiyakimaru đã mò ra chỗ hang kho báu, vì chưa biết phải dùng số của cải này như thế nào nên Dororo chỉ lấy một ít coi như là làm lộ phí, rồi rời đi cùng với Hiyakimaru. Phía trước bọn họ chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan, nhưng trước khi nghĩ tới vượt qua như thế nào thì Hiyakimaru phải bổ sung thêm hàng cái đã. Nghe đồn trong ngôi làng sắp đến có một thợ rèn có tiếng tên là Munetsuna, nên cả hai bèn đến xem sao. Người tiếp đón họ là Okowa, con gái của người thợ rèn. Kể từ sau ngày gặp lại Zukai, Hiyakimaru gặp ai cũng thích áp chán. Hành động tình cảm vô tình đó khiến cho cô ả cứ ngỡ là khứa này tính cưới mình luôn. Tạm để chuyện nam nữ sang một bên, ngay khi biết Hiyakimaru muốn rèn kiếm, thợ rèn Munetsuna đã cảm thấy được chướng khí bên trong chúng để thanh tẩy tàn uế. Ông đưa mọi người lên đền của thần Bishamon. Thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, nhưng kể từ ngày đến ngôi đền đến nay, Hiyakimaru thay đổi lạ lắm. Hết bảo muốn lấy Okowa, rồi không muốn đi diệt quỷ nữa. Tàn nhẫn hơn cả là không cần Dororo nữa. Những lời nói đó khiến cho cô bé tổn thương lắm. Tổn thương đến độ vào ngày trước đám cưới cô bé chỉ mở mồm ra chúc phúc, rồi cảm ơn vì đã không đợi em lớn các thứ. Không chỉ có hai người này hành động lạ, dân làng khi hay tin về đám cưới cũng đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Nhưng lời lẽ thì cứ như đến chia buồn. Nếu Hiyakimaru thực lòng từ bỏ hành trình để theo gái, thì Dororo cũng chẳng ngại đem kiếm anh đi bán sắt vụ. Nhưng chưa kịp thó thì đã bị ông thợ rèn phát hiện. Ông ấy muốn biết lý do hành động của cô bé. Dororo lúc này mới chia sẻ lòng mình. Suốt thời gian rong ruổi diệt quỷ cùng với nhau, hai anh em ít nhiều cũng có tình cảm. Nên khi biết Hiyakimaru từ bỏ cuộc chơi đi theo gái, Dororo cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Trong suốt cuộc nói chuyện với ông thợ rèn, Dororo thấy ngôn ngữ của mình rất trôi, không hề bị ngược. Ngẫm lại một chút thì cô bé mới nhận ra cội nguồn của mọi vấn đề chính là từ ngày đến ngôi đền, nên vội chạy đến đó làm cho ra ngô ra khoai. Ở trên mái đền xuất hiện một con yêu quái, chính nó vào cái ngày làm lễ tẩy uế đã làm phép, từ đó gây ra bao rắc rối như vậy. Không để con quỷ thêm lần tắc quái, Dororo lấy đá chọi khiến nó bị bắn hạ xuống đất. Đúng lúc đấy, Hiyakimaru đang bị cô dâu đưa đến làm lễ. Ngay khi nghe Dororo trình bày, chàng kiếm sĩ chạy vội đến solo với con quái, nhưng nào ngờ lại bị nó khiển quay lại massage đường thở cho Dororo. Con quái lấy làm khoái chí lắm, nhưng lại ganh ngay sau bởi ông thợ rèn. Phép tan đúng lúc không thì Dororo đã về miền xa lắm. Danh tính của yêu quái này là Amanojaku. Nó bị phong ấn trong đền nhưng bằng một cách nào đó đã thoát ra và quấy phá. Sau khi nhốt nó trở lại, Okowa nhận ra mọi thứ diễn ra thực chất là do con yêu quái lộng hành, nên cũng chẳng khiên cưỡng vụ cưới xin nữa. Giữa lúc Hiyakimaru và cô đã xin lỗi bà con hàng xóm về sự hủy hôn, thì một thanh niên vốn đã crush Okowa đã lâu đã đứng ra xin thay chỗ Hiyakimaru, và thế là họ cưới nhau.
Song kiếm mới đã hoàn thành, Hiyakimaru check thử độ uy tín của nó thì thấy over hợp. Mà một khi đã có vũ khí ngon rồi thì hành trình lấy lại cơ thể của cặp đôi main lại tiếp tục. Điểm qua chút tình hình của gia tộc Daigo, vùng đất Ishikawa đang trải qua tan tai, từ bệnh dịch, nạn đói đến cả nạn châu chấu nữa. Chứng kiến nhân dân lầm than như vậy, Tahomaru càng thêm căm phẫn anh trai, quyết phải truy bằng được Hiyakimaru để giải quyết cho xong hợp đồng với lũ quỷ càng sớm càng tốt. Trái ngược với sự tiêu điều đó, hai anh em main lại đang rất chill, ngắm cảnh núi non với sắc lá đỏ mùa thu. Trong lúc đó họ đã gặp Saburota, một thợ săn quỷ. Hắn flex rằng bản thân đã săn quỷ trên núi này được 6 tháng. Những vết sẹo trên cơ thể hắn là bằng chứng cho những cuộc chiến với quỷ. Nguyên nhân khiến Saburota làm cái nghề này là bởi con quỷ kia đã sơi mất mẹ của hắn. Nhưng thực tế thế nào thì ai biết được. Con quỷ lần này tên Nue, aka Chimera Nhật Bản. Cơ thể của nó là sự tổng hòa của nhiều loài động vật nên nhìn cực lực. Qua haki quan sát của mình, Hiyakimaru nhận ra con này là một quỷ thần nên rút kiếm chiến luôn cho nóng. Với cơ thể đa di năng của mình, Nue có thể vừa đối đầu với Hiyakimaru vừa có thể săn thêm Dororo, buộc chàng kiếm sĩ phải ưu tiên cô em trước. Lúc này Saburota mới lộ bản chất, hắn là đồng minh của con Nue kia. Câu chuyện con quỷ sơi mẹ hắn là chuẩn, nhưng một phần lỗi cũng xuất phát từ hắn. Saburota đã luôn khổ luyện kiếm thuật để một ngày nào đó kiếm được chút chức tước nở mày nở mặt với đời. Trong một lần đưa mẹ đi khám bệnh, hắn đã phải đối đầu với Nue. Tưởng như Saburota sẽ ra kiếm trượng nghĩa, hắn quấn ra đời mà vung kiếm bừa. Hậu quả là chính hắn đã cắt phăng tay của mẹ khi bà cố níu đứa con cứu mình. Từ đó Saburota bị dân làng chỉ trích, đã bất hiếu lại còn yếu đuối khiến hắn trầm cảm. Trong lần đi cùng thanh niên trong làng đi diệt Nue, chứng kiến những người đó bị con quỷ sơi thịt, một cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong Saburota. Kể từ đó hắn đã là kẻ dẫn đường tử thần, đưa người đến cho Nue sơi. Trở lại với cuộc chiến, con quỷ bật tốc biến lao thẳng đến chỗ hai anh em. Tuy đã né được va chạm, nhưng lực tiếp xúc khiến mỏm đá nứt vỡ, hậu quả là cả hai rơi xuống vách núi. Trong khi đó tại vị trí của Kagemitsu, ông ta vừa hay tin rằng một bức tượng trong địa ngục đường đã xuất hiện nhịp tim. Điều này đã chứng tỏ suy luận của phu nhân là đúng. Và cái ngày định mệnh ấy, một con quỷ đã không thể kiếm được lợi gì từ Hiyakimaru, bởi bức tượng Phật bà Từ Bi đã hy sinh bản thân để tránh cho đứa trẻ không bị mất mạng. Giờ đây khi bức tượng đã bị phá vỡ, báo hiệu hợp đồng giữa ông ta và quỷ đã bị phá vỡ, vùng đất này đã đến hồi mạt vận. Trở lại với tình hình hai anh em, Dororo đã hồi tỉnh. Tuy nhiên tay cô bé đã bị kẹt trong đá, đã thế chỗ họ rơi vào là một chỗ trũng mà nước đang dần chảy vào. Nếu không cứu nhanh sẽ rất nguy cho cô bé. Hiểu được điều đó, Hiyakimaru dồn cơ đít thít cơ mông, thậm chí vỡ toác cả tay vẫn chẳng thể làm tảng đá suy chuyển. Đã thế nước chảy vào ngày càng mạnh, thời gian đang là kẻ thù của họ. Như một cái duyên khi bất cứ lúc nào hai anh em cần là lão sư Biwamaru lại xuất hiện cứu nguy. Lần này ông đã hy sinh cây kiếm của mình để bậy đá cứu kịp thời Dororo khỏi cửa tử. Sự bất lực vừa rồi như một can xăng đổ vào đám lửa hừng hực trong Hiyakimaru. Nếu anh không có cơ thể hoàn chỉnh thì khi gặp hoàn cảnh tương tự, khi Dororo lâm nguy mà không có lão sư thì anh sẽ phải đánh mất cô bé mãi mãi. Hiyakimaru tìm đường đến tái đấu với Nue thêm lần nữa. Con quỷ vẫn máu chiến lao lên phủ đầu. Lần này Hiyakimaru đã khác, sức chiến đấu như rồng như hổ, khiến Saburota thấy run run. Hắn không thể để Hiyakimaru diệt con quỷ được, nhưng thực lực của gã là không đủ. Hiyakimaru lao lên và xé một bên đầu của con quỷ. Saburota lao đến chặn anh lại. Hắn thừa nhận rằng bản thân đã rất muốn được như Hiyakimaru, nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Con quỷ nuốt chửng Saburota để rồi tiến hóa với một cặp cánh, phần bị chém đứt mọc lại một bán thân người rồi tiếp tục cuộc chiến. Khi Dororo đến nơi chiến trận, cô bé phát hiện từng mảnh của Nue nằm lăn lóc khắp nơi. Hiyakimaru đã hạ được con quỷ thần, nhưng chẳng có bộ phận nào được trả cả, cho dù anh vẫn điên cuồng xiên nó. Tương tự như trường hợp của đám hỏa linh hồ, nguyên nhân dẫn đến điều này chính là vì con quỷ thứ 12 đã hút lấy những bộ phận đó. Dường như Hiyakimaru đã cảm nhận được điều đó nên quyết định sẽ trở lại vùng đất nhà Daigo một lần giải quyết hết ân oán. Cuộc chiến nhân quả đã đến hồi cuối. Tình hình tại vùng đất của Daigo đang vô cùng căng thẳng. Quân tộc Asakura đã ép sát biên giới, bệnh dịch hoành hành, cộng thêm hành tung comeback của Hiyakimaru đã khiến cho Kagemitsu muốn nhức cái đầu. Để giải tỏa cho cha, Tahomaru đã nhận việc diệt anh trai với lời hứa đầu Hiyakimaru chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Ngày hôm sau, Tahomaru cùng thân tín đã lên đường, bắt đầu công cuộc truy lùng đứa con lai của quỷ. Trong khi đó, Hiyakimaru cũng đang tăng tốc. Bất cứ kẻ nào cản đường, dù có ý tốt hay ý xấu, anh đều sẵn sàng rút kiếm hăm dọa. Tâm tính của đại huynh bất ổn khiến cho Dororo càng thêm lo lắng. Lỡ chưa diệt được con quỷ cuối mà lại bị chiến tranh làm toi mạng thì của đáng tội. Thậm chí cô bé còn đe chia tay, nhưng lòng Hiyakimaru đã quyết rồi, có cản cũng chẳng thể. Anh cho rằng mình đã bị đánh cắp nhân quyền. Anh muốn được sống và cảm nhận yêu thương như bao người khác, chỉ đơn giản có vậy thôi. Nói thế thì chịu rồi chứ cản làm sao giờ. Chiến tranh bùng nổ khiến nhiều nơi ở Ishikawa tắm trong biển máu. Chứng kiến thảm cảnh đó thật đau lòng người. Nhưng đau lòng hơn nữa là nội chiến anh em. Tahomaru và thân tín đã tìm thấy Hiyakimaru. Sau lần bị thằng em nói là quỷ thần, Hiyakimaru đã chẳng coi thằng em là máu mủ nữa. Hai anh em thêm lần nữa lao vào nhau. À không, phải nói là đội em hội đồng anh mới đúng. Nhưng lần này Hiyakimaru đã chẳng còn gì khác để phân tâm nữa, nên ra tay hết sức tàn độc, thoăn thoắt vài đường kiếm. Anh đã xin nhẹ hai cánh của hai tên thân tín. Dĩ nhiên Tahomaru không thể để yên, những cú chém chảm đâm mà họ trao nhau đều nặng ý triệt hạ. Nhưng trình của Tahomaru nếu đặt lên bàn cân với Hiyakimaru thì còn non, rất non. Cu cậu lại thêm lần nữa được anh hai tha thu cho thêm một nét trên mặt.
Khi cả hai lại tiếp tục lao vào nhau thì một mũi tên gắn kíp nổ bay tới. Tên hầu cận của lãnh chúa xuất hiện giải thế cho thiếu chủ. Trước đó Kagemitsu đã điều hắn đến để đề phòng biến cố xảy ra với cu con nối nghiệp. Mất nó thì coi như là nhà Daigo tuyệt tự. Biết sức của mình cũng chẳng ăn được Hiyakimaru, nên hắn đã cho gắn thuốc nổ vào con chiến mã, cho nó đẩy Hiyakimaru xuống mép vực rồi phát nổ, khiến anh văng xuống bên dưới. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tahomaru tính xuống tận nơi để diệt trừ cho hẳn cái mối họa này, bất chấp lệnh rút quân của lãnh chúa. Bướng thì đành dùng biện pháp mạnh vậy, để chắc cú rằng Hiyakimaru sẽ không được cứu. Chúng còn bắt thêm Dororo đi. Trong trường hợp anh được trời độ thì cô bé sẽ là mồi dẫn dụ. Sau khi trở lại lâu đài Daigo, Tahomaru đang đứng trước nguy cơ mất đi một thân tín. Không chỉ vì vết thương do Hiyakimaru gây ra, mà còn bởi cô ả đã bị lây nhiễm bệnh dịch, suốt thời gian nằm chờ chết. Sự ám ảnh của việc không bảo vệ được thiếu chủ không ngừng làm dây dứt, khiến cô ả đã đưa đến một quyết định đánh đổi. Cô ta đã lết xác đến địa ngục đường để hiến tế bản thân cho quỷ thần. Tahomaru cùng thân tín còn lại đã phát hiện ra sự biến mất của cô ả, nên đã lần theo manh mối đến địa ngục đường. Ngay lúc ấy lời phán của quỷ được đưa ra, một là Hiyakimaru, hai là không có gì. Thêm lần nữa một tia sét lại giáng xuống chỗ đó. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì hồi sau sẽ rõ. Ở một diễn biến khác, mẹ của Hiyakimaru đã đến cứu Dororo và giúp cô bé tẩu thoát thành công qua con đường bí mật. Khi Hiyakimaru bị đưa đi lúc lọt lòng, bà đã vô cùng đau khổ. Sự dày vò đó đã ám ảnh bà bao nhiêu lâu nay, và đây là cơ hội duy nhất để bà được gần bên đứa con tội nghiệp này, nên đã không bỏ lỡ để cùng Dororo đi tìm Hiyakimaru. Đang xuôi chèo mát mái thì đột ngột nước trở xiết, con thuyền mất kiểm soát đâm vào bãi gỗ, khiến cả hai rơi xuống nước. Nhờ trời phù hộ, họ được một đoàn dân nghèo bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cứu giúp. Trong khi Dororo còn đang bất tỉnh, mẹ Hiyakimaru không ngại thân phận mà nhiệt tình hỗ trợ chăm sóc. Trong lúc ngồi tâm sự với nhau, phu nhân đã giải bày cho Dororo nghe về cảm xúc của mình trong lần đầu được ẵm Hiyakimaru. Với bà, anh là thứ quý giá nhất. Thứ quý giá đó đang có nguy cơ biến thành quỷ thần. Dororo vốn đã rất lo ngại điều đó xảy ra, nhưng cô bé vẫn chẳng có cách nào để cứu vãn. Đúng lúc đó có người hốt hoảng báo tin quân của Daigo đã tới, tin chuẩn rằng lực lượng đó đang bị hủy diệt bởi một con quái vật với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Kẻ đó chính là Hiyakimaru cùng chiến mã hệ thủy của mình. Sau khi thoát khỏi vực sâu, anh đã hợp tác với con quỷ mã được tạo ra từ bộ giáp quỷ và xác con chiến mã, một sự kết hợp không thể ngăn cản, can quét các doanh trại của quân nhà Daigo. Ngay khi hay tin đó, Dororo giúp phu nhân nhanh chóng lên đường trở lại cung điện Daigo để đón đầu Hiyakimaru. Nếu cứ đà này thì ngọn lửa của quỷ sẽ thiêu rụi anh mất, nên Dororo đặt hết ngôi sao hy vọng vào phu nhân, hy vọng tình mẫu tử sẽ kéo đại huynh trở về con người trước đây. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì Hiyakimaru phải đối đầu với đối thủ chuyên kiếp của mình, Tahomaru cùng hai kẻ tùy tùng đã được quỷ thần ban phước, thiếu chỗ nào đắp chỗ đấy, và những bộ phận ấy chính là của Hiyakimaru. Đây chính là cuộc chiến cuối cùng để Hiyakimaru có thể hoàn thiện toàn bộ cơ thể của mình. Tại ngôi làng của người chạy nạn, chú ngựa con của quỷ mã đã cảm được hơi mẹ, không ngừng hí lên. Mặc cho sự nỗ lực của Bạch Mã Ôn, nó vẫn giật phắt mà bỏ đi. Cùng lúc đó, Dororo và phu nhân đã tiến gần đến nơi diễn ra cuộc chiến. Họ tính lao vào ngăn cản, nhưng bị lão sư Biwamaru chặn lại. Ông cho rằng Hiyakimaru lúc này đã mất tỉnh táo, có khi còn không nhớ cô bé là ai. Còn Tahomaru và hai thân tín cũng đã khác. Họ tỏa ra một cái cảm giác ma quái mà lão sư đã cảm được từ con quỷ thần còn lại trong địa ngục đường. Trở lại với cuộc chiến, hai bên vẫn bem nhau hết sức nhiệt tình. Để ngăn quỷ mã giúp Hiyakimaru, hai thân tín đã đứng ra đối đầu với nó. Tuy sở hữu một phần sức mạnh của quỷ thần, lại còn con người, nhưng hai kẻ họ lại bất lực trước sức mạnh của quỷ mã. Giữa lúc ấy chợt ngựa con xuất hiện, khiến quỷ mã phân tâm, tạo cơ hội cho đối thủ phản công mà gây thương tích chí mạng cho nó. Quỷ mã vận hết sức tàn của mình để kết liễu hai kẻ kia. Trước khi ngòm hẳn, hai thân tín của Tahomaru cũng kịp xiên bổ sung vào quỷ mã. Tuy không thể tồn tại được nữa, nhưng ít nhất con quỷ cũng đã được nhìn thấy đứa con của mình lần cuối. Chứng kiến những người bạn từ tấm bé của mình căng thẳng, Tahomaru thương xót vô cùng mà hét lên những tiếng đầy đau đớn. Trong khi đó, cơ thể của Hiyakimaru bắt đầu chuyển biến. Anh đã lấy lại đôi tay của bản thân. Tahomaru không để trận chiến gián đoạn lâu mà lao vào với một cú bổ. Hiyakimaru vẫn kịp thời đỡ đòn, rồi đẩy đối thủ ra xa. Chợt anh cảm nhận được linh hồn của mẹ nên vội giấu song kiếm đi. Tahomaru khuyên bà nên lùi lại thì hơn. Sau đó cậu ta dí đuổi theo Hiyakimaru. Trong lúc bỏ chạy, Hiyakimaru không ngừng nhớ lại lời Zukai nói: hành trình của anh sẽ trải đầy máu, dù có cơ thể người nhưng nhân cách trong anh sẽ mất. Rõ ràng anh chỉ muốn lấy được thứ thuộc về mình thôi, nhưng tại sao ai cũng ngăn cản như vậy? Và kẻ mạnh bạo nhất trong chuyện này lại chính là cô em trai. Cuộc chiến giữa cả hai mỗi lúc một căng thẳng. Do Hiyakimaru đã lấy lại cánh tay nên tầm đánh xa hơn, khiến Tahomaru nhiều phen khôn đốn, nhận thấy bất lợi, cu cậu tính rút. Nhưng Hiyakimaru không cho, anh vẫn dí theo quyết đòi lại cặp mắt của mình. Bằng một cách nào đó, Tahomaru đã cắt được đuôi mà trở về lâu đài Daigo làm công tác di rời người bên trong. Khi chiều tà dần buông, Hiyakimaru đã đến được chỗ Tahomaru chờ đợi. Đây sẽ là hiệp cuối, hiệp sẽ đặt dấu chấm hết cho một trong hai cuộc chiến 1-9-1-tá cho đôi bên. Phần 9 thuộc về Hiyakimaru khi anh chọn thế tấn công tổng lực, còn phần tái là của Tahomaru khi cậu phải phòng ngự phản công.
Trong lúc giao chiến, một ngọn nến rơi đã làm lửa bùng lên, nhưng không làm khí thế của cả hai thuyên giảm. Thấy biến từ xa, Dororo và phu nhân tức tốc đến lâu đài. Không chỉ có họ, Zukai cũng đã thấy ông phải làm gì đó để bảo vệ cho đứa con của mình. Ngọn lửa mỗi lúc một hừng hực, nhưng hừng hực hơn cả là cái khí thế của hai anh em đang bem nhau. Tahomaru đã có tất cả mọi thứ trừ tình yêu thương của mẹ, thứ mà từ trước đến nay bà luôn gửi gắm ở chỗ Hiyakimaru. Cậu quyết giành lại tất cả trên chính thân thể của anh trai. Ở một diễn biến khác, thân mẫu của cả hai đã đến tòa lâu đài theo đường bí mật. Nhờ sự giúp đỡ của Zukai mà bà đã vào được bên trong. Trở lại với tình hình căng thẳng của hai anh em, cuộc chiến đã đến hồi ngã ngũ. Hiyakimaru đã đẩy em trai vào đường cùng. Trong giờ phút định đoạt mạng sống của đối thủ, những hình ảnh linh hồn cậu từng nhìn chợt xuất hiện, để rồi kiềm thú tính của anh lại. Tahomaru ngạc nhiên khi Hiyakimaru chém hụt. Dĩ nhiên là với trình của mình, Hiyakimaru chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như thế được. Lý do chỉ là anh đã nhìn ra sự tương đồng của cả hai. Họ đều không toàn vẹn theo một khía cạnh nào đó. Tahomaru đã nhận thua, nhưng quỷ thần thì không. Hắn cố sức kiểm soát cú cậu, nhưng Tahomaru mạnh mẽ hơn nó nghĩ. Cậu đã trả lại cặp mắt cho anh trai. Ma lực của con quỷ thoát ra, nó hiện nguyên hình ngay dưới sàn nhà, hòng khống chế Hiyakimaru. Nhưng nước đi này của nó đã hoàn toàn sai. Hiyakimaru đã xíp hỏa tốc cho nó một án tử. Con quỷ cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Đôi mắt đã trở về với Hiyakimaru. Giữa lúc nguy hiểm, Zukai cùng phu nhân đã đến cứu đứa con tội nghiệp của họ. Ôm đứa con đầu lòng trong tay, phu nhân đã nói rất nhiều để giải bày hết tình yêu lẫn sự tiếc nuối của bà dành cho anh. Zukai cũng có quà cho Hiyakimaru. Ông đã chuẩn bị một bức tượng với khuôn dung của phu nhân, kèm với lời nhắn: hãy sống như một con người thực thụ, đừng để tâm ma chiếm đoạt. Nói rồi Zukai giúp Hiyakimaru rời đi qua lối bí mật. Lần đầu tiên được nhìn bằng chính cặp mắt của mình, Hiyakimaru đã nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ ruột và mẹ trong ngoặc kép của mình trước khi được Dororo đưa ra ngoài. Còn với Tahomaru, cậu cũng đã được tọa nguyện sau bao nhiêu năm cuộc đời. Cuối cùng cậu cũng được mẹ ôm chặt vào lòng, và họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ rời xa nữa. Tòa lâu đài bị nhấn chìm trong lửa dữ, và khi nó dừng lại cũng là điểm dừng cho số phận oan nghiệt của Hiyakimaru. Thông tin về vụ hỏa hoạn được báo về cho lãnh chúa tộc Daigo, nhưng ông ta không thèm quan tâm, vẫn dốc quân lên chiến đấu. Rất nhiều máu đã đổ cho cuộc chiến này. Bức tượng cuối cùng ở địa ngục đường đã sụp đổ. Khi Hiyakimaru đến đó, Kage Mitsu đã ngồi sẵn ở đó. Ông ta vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về suy nghĩ đầy toxic của mình. Ông ta vẫn nuôi hy vọng về lũ quỷ sẽ thêm lần nữa bảo kê cho mình vào vùng đất này, dù có phải đánh đổi ra sao. Trước thái độ đó, Hiyakimaru vẫn quyết định tha thứ cho ông ta. Anh sẽ sống như một con người đúng nghĩa, chứ không bị quỷ dù quến như ông. Khi nhìn vào bức tượng đứa con cả để lại, Kage Mitsu bắt đầu thấy hối lỗi. Nếu như khi đó ông không chọn con đường ác quỷ, thì có lẽ giấc mơ thịnh vượng đã đến bởi sự phò trợ của Hiyakimaru. Dororo lúc này đã tiết lộ vị trí kho tiền của cha cho những người dân. Cô bé hy vọng họ sẽ dùng nó để có một cuộc đời yên ổn. Sau khi đã có được cơ thể hoàn thiện, Hiyakimaru tiếp tục hành trình của mình cùng với cô bé Dororo. Lão Biwamaru cảm nhận được chặng đường của họ sẽ còn nguy nan, nhưng có xa chi nữa. Cuộc đời có khó có vui thì họ vẫn sẽ đi về phía trước. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.